Hộ hoa cao thủ tại đô thị. Hạ Thiên. Chương 2351, còn không ít huyền cơ. Cảm ứng của Hạ Lãnh rất nhạy bén, đây là thiên phú, đều do những nương nương của hắn ma luyện ra. Hơi nước sương mù, hắn không thấy rõ những kẻ tấn công, nhưng lại bắt được một tia sát khí ẩn tàng cực sâu. Cũng vào lúc này, trước mắt đã không còn bóng dáng của Khổng Thanh Tùng, mà trái lại là tiếng nói của hắn vẫn cứ thoát ẩn thoát hiện truyền tới từ đàng xa. Thú vị đấy. Hạ Lãnh không biết đây có phải là kế hoạch mà Khổng Thanh Tùng bày ra hay không, nhưng hắn đã không còn thời gian để suy nghĩ những vấn đề đó, một thanh loan đao đã giết tới trước mắt hắn. Đao không nhanh, chỉ là không có âm thanh, hơn nữa chỉ xuất hiện trong chớp mắt, may mà Hạ Lãnh ở đảo thần tiên tiếp nhận qua huấn luyện địa ngục của các vị nương nương nên trình độ ám sát như thế này, hoàn toàn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cho hắn. Hạ Lãnh nghiêng người tránh được, buông lưỡi đao, tiếp đó liền tung một cước đạp ra ngoài. Bóng người phía sau thân đao lập tức bị té theo quán tính, kỳ quái là bóng người đó cũng không có bay ra ngoài, mà tản ra thành một làn khói đen, sau đó biến mất không thấy tăm hơi, chuôi đao kia cũng leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Đao này là, Hạ Lãnh khom người nhặt cây đao lên, phát hiện là cây loan đao của tên đao khách lúc trước. Khổng Thanh Tùng mới vừa nói tên đao khách và đồng bạn của hắn đã bị người giết chết ở phía sau núi, nhưng bây giờ lại tập kích hắn, lẽ nào thật sự là quỷ sao? Suy cho cùng Hạ Lãnh cũng là người theo chủ nghĩa xã hội, không có bị dao động đơn giản như vậy, cũng như lão ba không đáng tin thường hay nói là, thế giới này đại đa số quỷ đều là do người giả thần giả quỷ. Điều này cũng nói rõ có người đang, giấu đầu lòi đuôi. Hạ Lãnh cảm nhận được phía sau có cỗ sát khí nồng đậm đang tập kích về phía hắn, tốc độ cực nhanh, còn chơi chiêu này. Không chút nghĩ ngợi, Hạ Lãnh vung loan đao trong tay lên rồi chém tới. A! Sâu trong hơi nước dày đặc, vang lên một tiếng hét thảm đúng như trong dự đoán, chỉ là nghe tiếng hét này có đôi chút quen tai. Hạ Lãnh bèn vội vàng bước tới hai ba bước, chỉ phát hiện trên đất có bãi máu, nhưng lại không thấy bóng người nào cả. Kẻ nào đang giả thần giả quỷ, có dám hiện thân không? Hạ Lãnh nhìn bốn phía, nói, giấu đầu lòi đuôi, có gì mà anh hùng hảo hán? Quả nhiên không ai đáp lại. Hạ Lãnh lại đi thêm mấy bước, đâm đầu đụng ngã một người. Người nọ ây ra một tiếng liền ngã rầm trên mặt đất. Vũ Lai, Hạ Lãnh liếc nhìn người đó một cái, phát hiện là tiểu hòa thượng Vũ Lai, tại sao ngươi lại ở đây? Lãnh thí chủ, ngươi kéo ta phát, tiểu hòa thượng Vũ Lai lăn trên mặt đất hai lần, không lăn lên được, đành phải cầu viện với Hạ Lãnh. Hạ Lãnh cười cợt, kéo tiểu hòa thượng lên, tố chất thân thể của ngươi như này là không được rồi, phải chăm chỉ rèn luyện lên. Lãnh thí chủ nói đùa. Tiểu hòa thượng Vũ Lai có chút lúng túng, vỗ vỗ quần áo, nói, Khổng công tử đã đến Lăng Vân Các, nhờ ta tới đây dẫn ngươi qua đó. Hắn đến rồi ư, Hạ Lãnh sửng sốt một chút, hắn cảm thấy hình như mình chỉ muộn mấy giây thôi, làm sao hắn đến đó rồi. Dưới sự dẫn đường của tiểu hòa thượng Vũ Lai, Hạ Lãnh đi ra khỏi làn sương hơi nước kia, từ từ leo lên một ngọn núi, phía trên có một cái đình, Khổng Thanh Tùng đã ở đó chờ hắn. Lãnh công tử, sao ngươi tới trễ vậy? Khổng Thanh Tùng nở nụ cười, lúc nãy ta vừa quay đầu lại, thế mà phát hiện ngươi không đi cùng ta. Đành phải nhờ Vũ Lai tiểu sư phụ đi tìm ngươi. Hạ Lãnh nhìn Khổng Thanh Tùng, nói, vừa nãy gặp một chút chuyện. Ngươi gặp chuyện gì? Khổng Thanh Tùng thuận miệng hỏi. Hạ Lãnh cũng không có che giấu, trực tiếp kể mọi chuyện vừa rồi một cách ngắn gọn. Khổng Thanh Tùng nghe xong liền cười, đây chính là mưa của Phi Lai Tự. Nó có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Mưa này chỉ là vừa mới bắt đầu, đến nửa đêm sẽ đặc sắc hơn. Ngắm vũ hội sắp bắt đầu rồi, tới đó mới có một vở kịch lớn để xem, tuyệt đối sẽ để ngươi thấy chuyến đi này không uổng công. Dứt lời, lại nói một câu ý vị sâu xa, ngươi còn nhớ truyền thuyết phụ nữ, đúng chứ? Những giọt mưa vỡ thành thủy châu này, chính là nước mắt của nàng, dù sao cũng đừng tò mò quá, cẩn thận lạc lối ở trong đó. Hạ Lãnh càng tò mò hơn, xem ra huyền cơ trong ngôi chùa này đúng thật là không ít. Trái đất, trên du thuyền Trường Sinh Đế Quân. Thời gian này, vừa hay là đêm khuya, trên biển tối đen như mực, ngoại trừ phạm vi đèn đuốc chiếu sáng ra, thì cái gì cũng không nhìn thấy được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trên hội trường của buổi giao lưu, vẻ mặt của Ngô Bạch Đinh tức giận, không ngừng gào thét với đám người ở phía dưới, mẹ nó, các ngươi đều là heo à?
Những người này đều là những phú hào tham gia trường sinh hội trên thuyền trước đó, lúc này bọn họ đều bị Ngô Bạch Đinh mắng như cháu trai, nhưng mà không một ai dám lên tiếng. Ngô thuyền trưởng, việc này cũng không thể trách bọn ta được. Kẻ mở miệng chính là Đoạn Chính Hồng, sắc mặt của hắn cũng có chút bực dọc, với lại ta cảm thấy, chuyện liên quan tới tục mệnh hoàn, Ngô thuyền trưởng cần cho bọn ta một lời giải thích hợp lý. Lời này ngược lại là dẫn tới cả đám phụ họa. Ta cũng cần giải thích cho các ngươi sao? Các ngươi cũng xứng cần một lời giải thích à? Ngô Bạch Đinh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, chỉ là nhờ các ngươi giữ chân Hạ Thiên và A Cửu trong buổi giao lưu, kết quả thì sao chứ, ai có thể nói cho ta biết người đi đâu cả rồi? Thế thì phải hỏi Thiết Phượng Sơn. Đoạn Chính Hồng đáp lại, Hạ Thiên và Cửu cô nương rời đi sau cùng. Ngô Bạch Đinh liếc nhìn bốn phía, lạnh giọng hỏi, thế Thiết Phượng Sơn đâu? Chuyện này bọn ta đâu có biết. Một tên phú hào khác không vui, nói, lúc đó bọn ta đều không nhúc nhích được, ai cũng không thấy bọn họ đi đâu, nhưng khẳng định chưa ra khỏi hội trường. Hội trường lớn như vậy, Ngô Bạch Đinh nén giận quát lạnh, vậy bọn họ biến mất khỏi thế gian à, hay là biết ẩn hình? Hạ Khỉ Tư bỗng nhiên nói, liệu Tiết Phượng Sơn có chuẩn bị lối đi bí mật gì đó hay không? Hả, Ngô Bạch Đinh cuối cùng cũng bừng tỉnh lại từ trong cơn giận. Cũng cảm thấy đây là tình huống có khả năng xảy ra cao nhất, thế là hỏi những bảo vệ kia, nói, phá hủy hội trường này, tìm ra người cho ta. Vừa dứt lời, những bảo vệ vây quanh ở bên cạnh hội trường lập tức hành động, bắt đầu cưỡng ép phá hủy hội trường. Về phần bọn phú hào, Ngô Bạch Đinh cũng không thể hỏi ra được thông tin hữu dụng gì từ trên người bọn họ, dứt khoát để bọn họ cút hết, vụ việc tục mệnh hoàn cũng tạm thời lắng xuống. Chương 2352 Quan hệ chằng chéo. Lão Ngô, tính sao bây giờ? Trong lòng Hạ Khỉ Tư lo lắng không ngớt, người nói xem Thiết Phượng Sơn có thể mang theo bọn Hạ Thiên lên đảo không? Chuyện này không thể nào. Ngô Bạch Đinh trực tiếp lắc đầu, Thiết Phượng Sơn căn bản không biết hải đảo ở đâu, hơn nữa hắn cũng không lá gan đó, sự đáng sợ của trường sinh chủ hắn cũng hiểu rõ. Trên thuyền chỉ lớn chừng ấy, bọn họ có thể đi chỗ nào chứ? Hạ Khỉ Tư cũng cảm thấy rất khó hiểu. Suy đoán nói, có phải là Hạ Thiên phát hiện kế hoạch của chúng ta, sau đó chạy trốn rồi không? Ngô Bạch Đinh hừ lạnh một tiếng, biển rộng mênh mông, trừ khi hắn bay được, bằng không coi như phát hiện kế hoạch của chúng ta thì sao chứ? Ở trên thuyền chúng ta đã thiết lập xong trận pháp, hắn có chắp cánh cũng khó thoát. Nếu đã như vậy, vậy chi bằng thực hiện kế hoạch sớm hơn dự kiến, ép hắn đi ra là được chứ gì? Hạ Khỉ Tư đề nghị. Hả, Ngô Bạch Đinh ngẩn người. Liền suy tính tới kiến nghị của Hạ Khỉ Tư, đây cũng là một cách, dù sao khoảng cách tới hải đảo cũng không xê xích là bao. Lúc này, có một bảo vệ lớn tiếng báo cáo thuyền trưởng, bọn ta phát hiện một lối đi bí mật. Ở đâu, Ngô Bạch Đinh lập tức đi theo người bảo vệ kia, sau đó phát hiện một cái khe hở nhỏ hẹp mà vặn vẹo, mẹ nó, đây chính là thông đạo à. Người bảo vệ kia đáp lại, xác thực là một thông đạo bí mật. Bọn ta còn phát hiện Thiết Phượng Sơn ở trong đó, đã chết. Nơi này hình như bị sức mạnh nào đó làm vặn vẹo. Hạ Khỉ Tư nhìn cái lối đi này, không hiểu sao có chút hoảng hốt, đây có phải là do tên Hạ Thiên đó làm không? Ngô Bạch Đinh trực tiếp lắc đầu, Hạ Thiên không đời nào lại làm loại chuyện nhàm chán này, hắn muốn giết người đều là trực tiếp giết chết, không cần phải bày trò này. Nói cách khác, trên thuyền còn có người khác, Hạ Khỉ Tư lập tức nghĩ tới một suy đoán. Sắc mặt của Ngô Bạch Đinh âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Đã tìm thấy Hạ Thiên và Cửu cô nương, trong điện thoại vô tuyến bỗng nhiên vang lên âm thanh của một tên bảo vệ, chính là ở trong phòng bọn họ. Vài phút trước, Hạ Thiên và A Cửu xuất hiện ở một nơi xa lạ. Nơi này là một hải đảo, chẳng những có mặt trời, bãi cát, cây xương rồng, và cả một vị mỹ nữ cổ trang. Hoan nghênh hai vị, tới chỗ của ta làm khách, mỹ nữ cổ trang giơ tay lên. Trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một bàn đá, còn có ba ghế đá, uống chút gì không? Rượu hay trà? A Cửu nhìn bốn phía chung quanh, cảm thấy nơi này hẳn là ảo cảnh, dù sao nàng và Hạ Thiên một giây trước còn ở trên thuyền Trường Sinh Đế Quân, không có ai có thể lặng lẽ chuyển bọn họ chuyển đến chỗ khác. Không sao cả, dù sao cũng là giả. Hạ Thiên lười biếng nói. Giả, mới thú vị chứ. Mỹ nữ cổ trang nhếch môi cười khẽ. Ở trên bàn đá đặt ba cái chén và một bình trà nóng ra, đến, mời ngồi. A Cửu nhìn nữ nhân này, cảm giác y phục trên người nàng có chút quen mắt, nhưng người lại rất lạ lắm, ngươi là ai? Ta tên Tô Mộng Lệ,
là một trong những thiên tướng của Nam Thiên Môn. Mỹ nữ cổ trang cười khẽ hai tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn Hạ Thiên, Hạ Tiên sinh hẳn là biết ta. A Cửu lập tức nhìn về phía Hạ Thiên, dùng ánh mắt dò hỏi. Đừng nói lung tung, ta không quen biết ngươi. Hạ Thiên lắc đầu. Hạ Tiên sinh đương nhiên sẽ không nhớ loại vô danh tiểu tốt như ta. Nụ cười trên mặt Tô Mộng Lệ vẫn thế, có điều, mấy ngày trước nếu không phải nhờ ngươi giơ cao đánh khẽ, có lẽ ta đã chết cùng tên ngu xuẩn Ứng Văn Sơn kia. Vừa nói như thế, Hạ Thiên cũng hơi có ấn tượng, nhưng vẫn không để ý lắm, tùy ý nói, ngày đó ta đã nói, có chết hay không liền xem vận may của chính các ngươi, ngươi không chết vậy liền nói rõ ngươi vận khí tốt, không có liên quan gì đến ta cả. Nhưng ta lại không cho là vậy. Tô Mộng Lệ lắc đầu, lấy bản lãnh của Hạ Tiên sinh, nếu mà không muốn buông tha ta, cho dù có là Đại La Kim Tiên Bảo Kê phỏng chừng ta cũng đã chết từ lâu rồi. Được rồi, ta không có hứng thú ở đây nghe ngươi thổi phồng hắn. A Cửu có chút bực mình, nói thẳng tìm chúng ta có chuyện gì đi, đừng lãng phí thời gian. Tô Mộng Lệ thở dài, dọn sạch đồ dùng trên bàn, vậy cũng được, nói thẳng ra là ta tới khuyên các ngươi tốt nhất rời khỏi Trường Sinh Đế Quân sớm một chút, chiếc thuyền kia vốn dĩ chính là một cái bẫy, chuyên dùng để đối phó Hạ Tiên Sinh và ngươi. Coi như những gì ngươi nói là thật, thế ngươi biết được tin tức này từ đâu? A Cửu cũng không tín nhiệm nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện này cho lắm. Thật ra tên Trường Sinh chủ đó cũng xem như là đối thủ cũ của Nam Thiên Môn bọn ta, hình như là một tên quái thai do Âm Hậu bồi dưỡng ra, bọn ta cũng cài vài tên nội gián bên cạnh hắn. Tô Mộng Lệ chậm rãi giải thích, mục đích lần này của hắn là muốn thay Âm Hậu diệt trừ các ngươi, đồng thời muốn bắt Y Tiểu Âm và giao nàng ta cho Âm Hậu. A Cửu hỏi ngược lại, thế mục đích của ngươi thì sao? Ta chỉ là không muốn cùng Hạ Tiên Sinh là địch, toan tính cho mình sau này. Ánh mắt của Tô Mộng Lệ ai oán nhìn Hạ Thiên, kỳ thực trái tim của ta đã bị Hạ Tiên Sinh chinh phục, ta nguyện ý làm nộ bộc cho Hạ Tiên Sinh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Hạ Thiên bĩu môi, đừng có giỡn loại trò xiếc này nữa, nếu không thì ta sẽ đánh ngươi. Thôi, xem ra ta không thể lọt vào mắt xanh của Hạ Tiên Sinh. Tô Mộng Lệ có chút thương tâm, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở Hạ Tiên Sinh và Cửu cô nương một xíu, mau chóng rời khỏi chiếc thuyền đó, bằng không thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng thật đấy, mặc dù mục tiêu thật sự của bọn họ là Y Tiểu Âm, chứ không phải là các ngươi. Với cả, cẩn thận phó môn chủ Ứng Hiểu Nguyệt của bọn ta một xíu, hiện tại nàng đang hận Hạ Tiên Sinh, Y Tiểu Âm và cả Cửu cô nương ngươi đến thấu xương đấy. Chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm, A Cửu thản nhiên nói, nhắc nhở xong chưa? Ngươi còn có lời gì muốn nói nữa không? Hết rồi, chỉ là hâm mộ ngươi có thể trở thành nữ nhân của Hạ Tiên Sinh. Tô Mộng Lệ ngậm ngùi, nói, Hạ Tiên Sinh, không biết ta còn cơ hội không? Kỳ thực, điện nước của ta không tệ lắm. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, không có, xéo đi. Thất vọng thật đấy, nhưng lần tới ta vẫn sẽ hỏi lại. Tô Mộng Lệ đã xéo thật, ảo cảnh cũng lập tức biến mất. Trên thuyền, A Cửu và Hạ Thiên xuất hiện ở trong phòng của bọn hắn, mà lúc này, trong phòng của bọn họ còn có thêm mấy tên bảo vệ đang lục soát. Chương 2353, làm người tốt một lần. Đã qua nửa đêm, trên du thuyền Trường Sinh Đế Quân, đèn đuốc vẫn sáng trưng, phần lớn hành khách trên thuyền vẫn đang thỏa thích hưởng thụ niềm vui của kỳ nghỉ, không hề hay biết trong buổi giao lưu đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết đã có người đang len lén chạy trốn. Trương Du Tử rốt cuộc trộm được một thuyền cứu nạn, thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ nhảy xuống biển. Mặc dù lên thuyền và trải nghiệm lần này cũng không có gì vui vẻ, nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Cái gọi là trộm thì không thể tay không rời đi, hắn vẫn thuận tiện lấy đi một vài hàng tốt ở trong kho để hàng hóa chuyên chở, trong đó bao gồm cả ba cái dương gạch đen kỳ quái. Hắn cũng không rõ những gạch đen kia là vật gì, chỉ là sự nhạy cảm của nghề ăn trộm nói cho hắn biết. Vật này tuyệt đối không đơn giản, khẳng định là có tác dụng lớn gì đó. Nếu đã có tác dụng lớn, vậy thì khẳng định trị giá rất nhiều tiền, cho nên trước khi hắn chạy trốn còn thuận tiện trộm đi ba cái dương, ôm chúng lên thuyền cứu nạn. Sau khi Trương Du Tử nghe được cuộc đối thoại đó, liền lặng lẽ đi vài vòng ở dưới tầng chót của du thuyền, phát hiện chiếc du thuyền xa hoa này kỳ thực có rủi ro an toàn cực kỳ nghiêm trọng, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn nóng lòng muốn bỏ trốn. Đương nhiên, hắn cũng không phải là người hoàn toàn không có lương tâm, vẫn ghi những vấn đề kia ra thành mười mấy tờ giấy, ngẫu nhiên nhét vào trong túi tiền của mười mấy người.
Về phần liệu những tờ giấy đó có hiệu quả hay không, vậy thì phải xem ý trời, Trương Du Tử cảm thấy mình đã không thẹn với lương tâm. Ngay khi Trương Du Tử lái thuyền cứu nạn, thừa dịp trời tối trở về Tân Cảng, Ngô Bạch Đinh mang theo một đội ngũ đi tới gian phòng của Hạ Thiên và A Cửu. Ngô Bạch Đinh ở cửa gian phòng thấy một đống bảo vệ chất đống ở trên đường như là thùng các tông, sắc mặt khẽ biến, sau đó đẩy cửa vào. Cũng còn may, trong phòng, Hạ Thiên và A Cửu đều ở đấy. Hạ Thiên, Cửu cô nương, các ngươi cũng thật là xuất quỷ nhập thần. Ngô Bạch Đinh có chút âm dương quái khí nói. A Cửu thản nhiên nói, Ngô thuyền trưởng cố ý sang đây một chuyến, hẳn không phải là đến đây khen chúng ta. Khen, nhất định là phải khen. Ngô Bạch Đinh tiện tay xách một cái ghế, hào sảng ngồi xuống, ta có thể hỏi một chút, vừa nãy các ngươi đi đâu không? Ta cũng không đi đâu cả, chỉ ở trên thuyền. A Cửu nói như vậy cũng không sai, mặc dù Tô Mộng Lệ tạo một ảo cảnh, nhưng bản chất vẫn là ở trên thuyền. Mà khoan, nếu nói như vậy, thì Tô Mộng Lệ hẳn là cũng đang ở trên thuyền, nói cách khác người vẫn đang âm thầm theo dõi nàng và Hạ Thiên, nhiều khả năng chính là nàng ta đi. A Cửu bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Ngô Bạch Đinh cảm thấy A Cửu có chút lấp liếm, nhưng hắn cũng không có thủ đoạn gì ép A Cửu phải nói thật, đành phải nói sang chuyện khác, chẳng phải hai vị muốn tham gia buổi giao lưu sao, tại sao lại rời đi vậy? Buổi giao lưu đó rõ ràng là giả. A Cửu cười lạnh nói, người thật cảm thấy bọn ta dễ bị lừa gạt đến vậy cơ à? Làm sao có thể gọi là lừa gạt chứ? Ngô Bạch Đinh cười ha ha, để thủ hạ đốt điếu thuốc cho mình. Buổi giao lưu quả thật có thể giao dịch mọi thứ, hơn nữa cũng có không ít đồ vật và tin tức không thể mua được trên thị trường, chỉ là buổi giao lưu còn chưa chính thức bắt đầu, thì các ngươi đã rời đi. A Cửu cười nói, có đúng không, thế hiện tại ta muốn mua một tin tức từ ngươi, Ngô thuyền trưởng sẽ không cự tuyệt, đúng chứ? Mua tin tức từ ta, Ngô Bạch Đinh vẫn cười cười, trong lòng lại khá khó chịu, không nghĩ tới chỉ là nhất thời sơ sẩy liền bị nữ nhân này bắt chẹt, nếu mà trực tiếp từ chối. Đề tài kế tiếp sẽ không dễ để triển khai, chỉ có thể nhắm mắt tiếp chiêu tin tức của ta rất đắt, Cửu cô nương có chắc là muốn mua không? Tiền bạc không quan trọng, mấu chốt là muốn mua tin tức thật. Con mắt của A Cửu nhìn Ngô Bạch Đinh chằm chằm, tiện tay chỉ Hạ Thiên, hắn là thổ hào, không thiếu tiền. Ta quả thật rất có tiền. Hạ Thiên đúng lúc gật gật đầu, Cửu nha đầu, chỉ là mua tin tức từ tên này không cần phải bỏ tiền, hắn hẳn là còn cho chúng ta tiền. Ngô Bạch Đinh sửng sốt một chút, trong nháy mắt cảm thấy như bị lừa, hỏi ngược lại, ta hơi khó hiểu, các ngươi mua tin tức của ta, tại sao còn muốn ta cho các ngươi tiền? Bởi vì đồ đần nhà ngươi sắp chết, Hạ Thiên nghiêm trang nói, Cửu nha đầu mua tin tức của ngươi là vinh hạnh của ngươi, đây cũng là khoảnh khắc duy nhất có ý nghĩa trong đời ngươi, ngươi đương nhiên phải trả tiền vì lý do đó. Ha ha, Ngô Bạch Đinh cười giận dữ, chỉ vào Hạ Thiên, nói, ngươi thực sự là càng ngày càng hài hước. Thế mà còn nói đều. Hạ Thiên bĩu môi, ta chưa bao giờ nói đều, đặc biệt là không nói với đồ đần. Vậy ta cũng muốn nghe thử, ta phải trả bao nhiêu tiền, các ngươi dự định mua tin tức gì từ ta? Ngô Bạch Đinh khá lúng túng, nhưng không thất lễ, vẫn nở nụ cười. Trước tiên khoan hãy nói về tiền, ta muốn mua tin tức về Y tỷ tỷ, ngươi có biết nàng hiện tại đang ở đâu không? A Cửu không ngờ tên Ngô Bạch Đinh này vậy mà nhịn được, không có phát tiết ngay tại chỗ. Điều này khác một trời một vực so với tính tình kích động dễ tức giận trước đây, cũng không biết là tâm trí của hắn thật có tiến bộ, hay là đằng sau đang che giấu đại chiêu gì đó. Có điều những chuyện này cũng không đáng kể, có tên biến thái Hạ Thiên này ở đây, tất cả biến số đều có thể coi thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2354. Chỉ sợ ngươi không sống được tới ngày mai. Ngô Bạch Đinh bị hỏi đến mức sững sờ. Ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm A Cửu và Hạ Thiên, lạnh lùng nói, xem ra chúng ta không cùng tiếng nói chung rồi. A Cửu thấy hắn trốn tránh không đáp, trong lòng đã có câu trả lời, chẳng muốn nói gì thêm nữa, hình như ngươi từ xưa tới giờ cũng không nói chuyện thực tế gì với bọn ta. Là các ngươi vòng vo trước, Ngô Bạch Đinh nhìn đồng hồ Patek Philippe nổi tiếng đeo trên tay trái, muốn nói chuyện thực tế, có thể, ngươi nói thử mục đích thật sự của ngươi khi lên thuyền trước đi. Ta sẽ trả lời câu hỏi khi nãy của ngươi. Ngô thuyền trưởng, ngươi có chứng mất trí nhớ à? A Cửu khoanh tay, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. Câu hỏi này, ngươi đã hỏi ở phòng thuyền trưởng trước đó rồi, ta cũng đã trả lời rồi. Thật sao? Ngô Bạch Đinh dường như có hơi mất tập trung, thế thì hỏi lại lần nữa,
ta không cho rằng câu trả lời trước đó của ngươi là thật, các ngươi khẳng định có mục đích khác. A Cửu cảm thấy vị Ngô thuyền trưởng này nói chuyện tựa hồ có hơi hứng hờ, dứt khoát vòng vo với hắn, mục đích của bọn ta, ngươi nên rõ ràng nhất, không phải là những gì mà ngươi đã lên kế hoạch từ đầu sao. Từ Dư Gia đến Phương Thiên Tề, lại dùng tung tích của Âm Y Môn và tên của Ninh Tố Nga để dụ ta với Hạ Thiên lên thuyền, kế hoạch rất tốt, hơn nữa bọn ta cũng đích thật là bị lừa, lên chiếc thuyền này. Cửu nha đầu, là nàng bị lừa, chứ ta không bị lừa. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta chẳng qua là cảm thấy tẻ nhạt, nên đi theo nàng lên thuyền chơi. Đừng nói toạc ra như thế được không? A Cửu quả thật tức không chịu nổi, muốn đánh Hạ Thiên một trận, nhưng đáng tiếc lại không đánh lại tên lưu manh này, không nghe thấy ta đang đấu trí đấu dũng với người ta à? Hạ Thiên cười hì hì, cửu nha đầu, không cần đấu với tên đần này, thứ mà hắn biết không nhiều, lại còn thích bày trò. Ngô Bạch Đinh mặt lạnh như tiền, nói, xem ra các ngươi không có ý định nói ra vừa nãy mình đi đâu. Nói ra phỏng chừng ngươi cũng không tin, cho nên cần gì phải lãng phí thời gian. A Cửu nhàn nhạt đáp lại. Nếu đã như vậy, hai vị cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngô Bạch Đinh dập thuốc lá, chậm rãi đứng dậy, sáng sớm ngày mai sẽ đến một hải đảo, buổi giao lưu chân chính diễn ra ở trên đảo, xin hai vị hãy tham gia. Hết hứng rồi, A Cửu trực tiếp cự tuyệt. Bọn ta vốn dĩ cũng không phải thật sự muốn tham gia buổi giao lưu này, chỉ là muốn biết một ít tin tức mà thôi. Nhưng mà hiện tại, có biết hay không cũng không quan trọng. Ngô Bạch Đinh nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của A Cửu, trên cơ bản có thể xác định tuyệt đối là có ai đó nói gì với nàng ta, chỉ là rốt cuộc là ai nói cái gì, thì bây giờ hắn hoàn toàn không có manh mối. Nếu đã đến mức này, vậy ta cũng không lòng vòng. Ngô Bạch Đinh rất nhanh điều chỉnh lại tâm thái. Bình tĩnh nói, đúng vậy, từ ngày các ngươi đến Tân Cảng, liền đã rơi vào kế hoạch của ta, hơn nữa không ngoài dự đoán chút nào, hiện tại các ngươi cũng nằm trong lòng bàn tay của ta. Sau đó thì sao, ngươi muốn làm gì? A Cửu hỏi. Đương nhiên là dùng các ngươi để dụ Y Tiểu Âm ra, các ngươi đối với Y Tiểu Âm mà nói hẳn là những người cực kỳ quan trọng. Trên mặt Ngô Bạch Đinh lộ ra nụ cười tự đắc, và lại, thật ra ta cũng không có ác ý với các ngươi, chỉ cần Y Tiểu Âm xuất hiện. Ta có thể thả các ngươi đi bất cứ lúc nào. Hạ Thiên cười hì hì, nói với A Cửu, cửu nha đầu óc của tên đần này quả nhiên có vấn đề, lẽ ra chúng ta mới là người có thể đi bất cứ lúc nào mới phải. Khả năng là hắn căn bản không có não, A Cửu thở dài, hoặc là hắn cảm thấy chúng ta không có não. Hạ Thiên lập tức nói, vậy khẳng định là hắn không có não. Ta cũng nghĩ là vậy, A Cửu hiếm mới có một lần tán đồng quan điểm của Hạ Thiên. Ngô Bạch Đinh nhìn Hạ Thiên và A Cửu ở nơi đó một sướng một họa, tâm tình rất là khó chịu, lạnh giọng nói, đừng nghĩ là ta đang nói đùa, chỉ cần lên thuyền, coi như là thiên vương lão tử, cũng phải nghe ta. Các ngươi sống hay chết, đều trong một ý niệm của ta. Không biết đồ đần ngươi là quá mức tự tin, hay là không tự mình biết mình. Hạ Thiên lười biếng nói, dù là ở đâu, ta cũng chỉ nghe lời bản thân và vợ ta, cũng không có ai có thể khiến ta chết. Thật thú vị, Ngô Bạch Đinh nhếch miệng nở nụ cười, xem như là ta mở mang tầm mắt, trên đời này vậy mà còn có nhân vật như ngươi, đã ngông cuồng đến mức độ khiến người ta căm phẫn. Hạ Thiên trịnh trọng nói, ta không ngông cuồng gì cả, mà trái lại còn rất khiêm tốn. A Cửu đã lười bình luận về câu nói này của Hạ Thiên. Thôi được, tán gẫu với các ngươi chẳng vui chút nào, ngày hôm nay chỉ tới đây thôi, các ngươi nghỉ ngơi cho tốt vào. Ngô Bạch Đinh chậm rãi đứng lên. Ngày mai sẽ đến một hải đảo, đến lúc đó các ngươi sẽ nhìn thấy trường sinh chủ trên hải đảo. Tin tức các ngươi ở trên đảo, cũng sẽ đi qua con đường đặc thù của Âm Y Môn đưa tới Y Tiểu Âm, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ đến đảo tìm các ngươi. Chờ bắt được Y Tiểu Âm, các ngươi có thể tự mình rời đảo. Các ngươi đừng nghĩ chạy trốn, bởi vì các ngươi trốn không thoát. Chỉ sợ đồ đần ngươi sống không tới ngày mai, Hạ Thiên cười hì hì nói. Ha ha, ngươi muốn giết ta. Không ngại thì cứ thử xem. Ngô Bạch Đinh tràn đầy tự tin, bỗng nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một khối vật thể màu đen to bằng bàn tay, biết đây là cái gì không? A Cửu thuận miệng nói, gạch. Cái này là tục mệnh hoàn chân chính, cũng gọi là âm cực hoàn. Vật này có thể liên tục bổ sung sức sống, còn có thể tăng cường chiến lực. Ngô Bạch Đinh dứt lời liền đập viên gạch đen, nuốt một nửa vào, một nửa còn lại tiện tay lau ở trên tường. Phần nuốt vào trong bụng trong nháy mắt hóa thành từng sợi khói đen,
ngấm vào lục phủ ngũ tạng của Ngô Bạch Đinh, để thân thể của hắn trong nháy mắt nhận được cường hóa. Cùng lúc đó, nửa còn lại lao ở trên tường, như là đang sống, đi lại ở trên tường, trên đất, trên trần nhà, cuối cùng chui vào trong cơ thể hai tên bảo vệ. Hai bảo vệ đó hóa thành một đống xương khô với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy, từ trong cơ thể bọn họ bay ra hai bóng đen, chìm vào trong mũi của Ngô Bạch Đinh, để thân thể của hắn lại lần nữa mạnh thêm vài phần. Loại âm cực hoàn này, ta đã sai người dán khắp mỗi một góc của cả chiếc thuyền, hợp thành một cái âm cực vãng sinh trận. Trên mặt Ngô Bạch Đinh lần nữa lộ ra nụ cười vô cùng tự tin, sống chết của hơn 3.000 người trên chiếc thuyền này, đều nằm trong lòng bàn tay ta, đó cũng không phải là nói ngoa. Hiện tại đã rõ rồi chứ? Chương 2355, âm cực vãng sinh trận. A Cửu ngây người, nàng biết âm cực vãng sinh trận, nhưng vẫn cảm thấy đó chỉ là một truyền thuyết không có thật mà thôi. Kỳ thực âm y môn vẫn phân chia theo nội và ngoại, nội âm y môn tức là ẩn tàng âm y môn, trốn ở đảo Sương Nguyệt, người trên đảo tuyệt đối sẽ không rời đảo, cả đời phụng dưỡng tổ sư âm hậu, người sáng lập ra âm y môn. Mà ngoại âm y môn thì lại hoạt động ở khắp nơi trên thế giới, ngoại trừ môn chủ và môn nhân đặc biệt ra, cả đời không được phép đổ bộ vào đảo Sương Nguyệt. Y Tiểu Âm vốn là người của ẩn tàng âm y môn, chỉ là nàng từ nhỏ muốn chạy trốn khỏi đảo Sương Nguyệt, cuối cùng thành công thoát đi, đã trở thành người của ngoại âm y môn, nhưng điều kiện là cần cung cấp một khoản tiền gần như không thể kiếm được cho đảo Sương Nguyệt. Đây cũng là lý do tại sao người của ngoại âm y môn lúc nào cũng thiết kế cái bẫy lừa bọn phú hào, khi đó Y Tiểu Âm rất muốn thay đổi tình hình của ngoại âm y môn, chỉ là chưa đủ quyết liệt. Cho đến thời điểm 12 năm trước khi nàng gặp Hạ Thiên, dựa vào sự trợ giúp của hắn khống chế ngoại âm y môn, bắt đầu chỉnh đốn ngoại âm y môn, nhưng cũng vì thế mà đắc tội với đảo Sương Nguyệt. Năm đó, lúc A Cửu trợ giúp Y Tiểu Âm chỉnh đốn ngoại âm y môn, đã tiếp xúc một ít cổ tịch và bí ẩn bất truyền trong môn phái, trong đó có ghi chép liên quan tới âm cực vãng sinh trận. Đây là một môn bí thuật hết sức thâm độc, do âm hậu sáng chế, mục đích chính là để kéo dài tính mạng cho bản thân à, chỉ là môn bí thuật đó có một ít phản ứng tiêu cực không thể nghịch chuyển, cuối cùng bị âm hậu vứt bỏ. Môn bí thuật đó thật ra là cướp đoạt sức sống của con người, sau đó tập trung vào bản thân người thi triển, nhưng mà tỷ lệ thành công cũng không cao, khoảng chừng 1/1000, hơn nữa có nguy hiểm cực lớn. Năm đó âm hậu dùng môn bí thuật này, đã khống chế hơn vạn người, kết quả chẳng những không có kéo dài tính mạng, mà trái lại còn bị phản phệ, cuối cùng đành phải trở về đảo Sương Nguyệt để bế sinh tử quan. Y Tiểu Âm cảm thấy môn tà thuật này rất hại người, cho nên trực tiếp thiêu hủy tất cả tài liệu và sách cổ liên quan đến âm cực vãng sinh trận. Lẽ ra, trên đảo Sương Nguyệt khả năng vẫn còn ghi chép liên quan với môn bí thuật này, nhưng mà lấy thân phận hạng người như Ngô Bạch Đinh, làm sao có thể tiếp xúc đến chúng, âm cực vãng sinh trận mà hắn hiện đang bố trí và sử dụng đến cùng là từ đâu mà đến. Sao ngươi biết âm cực vãng sinh trận? A Cửu vẫn không nhịn được hoài nghi trong lòng, hỏi Ngô Bạch Đinh, đây cũng là bí thuật bất truyền của âm y môn, ngươi biết được nó từ đâu? Ngô Bạch Đinh nghe được lời chất vấn của A Cửu, trên mặt lại hiện lên nụ cười tự kiêu, có phải cảm thấy rất thần kỳ, đúng không? Ta cũng cảm thấy rất thần kỳ, thế gian lại có thuật pháp thần kỳ đến vậy, vốn dĩ chỉ là đồ vật tồn tại trong tiểu thuyết và phim truyền hình, thế mà lại bị người như Ngô Mỗ ta dùng. Bớt nói nhảm, A Cửu không nhịn được ngắt lời Ngô Bạch Đinh, ta hỏi ngươi, trận pháp này ngươi học được từ đâu, là ai nói cho ngươi? Cửu cô nương, ngươi cảm thấy ta có cần phải trả lời câu hỏi này của ngươi không? Ngô Bạch Đinh đang tinh tướng thì bị ngắt lời, trong lòng kìm nén nỗi phiền muộn khó nguôi, tâm tình đương nhiên cũng rất khó chịu, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, trường sinh hội bọn ta là không gì không làm được, đừng nói âm cực vãng sinh trận, kể cả Sương Nguyệt trường sinh trận của âm hậu các ngươi, ta cũng có thể lấy ra. Rốt cuộc là ai? Sắc mặt của A Cửu nghiêm nghị, việc này xem ra quả thật có chút nghiêm trọng, trước đây đảo Sương Nguyệt trên cơ bản hoàn toàn tách biệt với thế gian, cho nên ngoại âm y môn liền đại biểu cho toàn bộ âm y môn, mà truyền thừa y thuật của ngoại âm y môn, thật ra là có thiếu hụt, căn bản không sợ bại lộ. Thế nhưng ẩn tàng âm y môn trên đảo Sương Nguyệt thì lại khác, nơi đó có tất cả y thuật và bí thuật thượng thừa của âm y môn. Một khi bại lộ ra ngoài thì hậu quả khó mà lường được. Ngô Bạch Đinh cười khẽ ha ha, muốn biết, ta không nói cho ngươi biết đấy. Không, ngươi nhất định phải nói cho nàng biết. Lúc này, Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Thật hả? Ngô Bạch Đinh cười hì hì, bỗng dưng lắc mình một cái, xuất hiện ở sau lưng Hạ Thiên,
siết chặt nắm đấm, nhắm về phía sau đầu của Hạ Thiên, lực hơn vạn cân. Oanh! Chỉ thấy một bóng người bắn ngược ra như là đạn pháo, phá vỡ vách tường gian phòng, trực tiếp bay tới hành lang, cả đầu như là dưa hấu bị đập nát. Ồ, vậy mà còn né được. Hạ Thiên, xem ra ngươi còn có chút thực lực, tốc độ không chậm lắm. Ngô Bạch Đinh liếc nhìn người bị đập bay kia, hóa ra là bảo vệ mà chính hắn mang tới. Nhìn lại trong phòng, Hạ Thiên vẫn lười biếng nằm trên ghế salon, khắp khuôn mặt là nụ cười khinh bỉ. Là tên đần ngươi quá chậm. Hạ Thiên tỏ vẻ hờ hứng, có thủ đoạn lợi hại hơn không, chỉ có điểm ấy thực lực căn bản không khiến ta hào hứng. Ngô Bạch Đinh khẽ cười một tiếng, không chút hoang mang nói, nếu ngươi đã muốn chơi, vậy ta liền chơi với ngươi, nhưng tuyệt đối đừng có mà hối hận. Tên bại tướng dưới tay ta nói nhảm nhiều thật. Hạ Thiên bĩu môi, nhìn đồ đần nhà ngươi dùng loại trận pháp nhàm chán này, liền biết chắc là một con gà, chỉ có phế vật không có thực lực mới sử dụng loại trò hề này. Ngươi tự tìm đường chết. Ngô Bạch Đinh bị chọc trúng tim đen, lập tức giận tím mặt, lần trước ta cố ý để ngươi đánh ngất, lại thật nghĩ rằng chính ngươi lợi hại đến thế cơ à, bây giờ liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Dứt lời, Ngô Bạch Đinh bỗng dừng bước về phía trước một bước, một giây sau hắn liền xuất hiện ở bên trái Hạ Thiên, nắm đấm cũng đã đánh lên mặt Hạ Thiên. Cú đấm này, tốc độ so với vừa nãy chẳng những nhanh hơn gấp 10 lần, mà uy lực còn tăng cường gấp 10 lần. Chương 2356. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khuôn mặt của Ngô Bạch Đinh lộ ra nụ cười đắc ý, hắn tự tin Hạ Thiên khẳng định không né được cú đấm này, coi như núp cũng không được, bởi vì sau đó còn có 10 quyền sẽ kéo theo sau. Dưới cái nhìn của hắn, cái gọi là sát chiêu, cũng không phải một kích chế địch, mà là không chút sơ hở. Quyền thứ nhất của hắn, vừa là hư chiêu lại là thực chiêu, vừa là sát chiêu vừa là dụ chiêu. Nếu như Hạ Thiên không né, đó chính là thực chiêu, một quyền tiếp theo muốn mạng của hắn, tiếp đó còn có 10 quyền liên tiếp, nếu như Hạ Thiên né, cú đấm đó chính là hư chiêu, tức là dụ chiêu, làm Hạ Thiên chỉ có thể né về phía bên phải, như vậy vừa vặn sẽ rơi vào phạm vi 10 quyền mà hắn che giấu, tương tự là một cái chết. Đương nhiên, mục đích của Ngô Bạch Đinh không phải là muốn giết Hạ Thiên, cho nên hắn sẽ giơ cao đánh khẽ, chỉ là dạy cho Hạ Thiên một bài học cả đời khó quên mà thôi. Đùng! Một tiếng vang nhỏ, lòng bàn tay của Hạ Thiên tùy ý vỗ vào quyền của Ngô Bạch Đinh, đập tan cái gọi là sức mạnh và sát chiêu bạt âm vô tín. Chuyện này, làm sao có thể? Ngô Bạch Đinh sững sờ tại chỗ, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc khó tin, đại não bỗng trống rỗng, để hắn trong nháy mắt không biết gì, cũng không cảm nhận được gì. Tốc độ chậm muốn chết, sức mạnh cũng yếu như tiểu hài tử. Hạ Thiên vẫn là mặt ủ mày trao. Đây chính là thủ đoạn lợi hại nhất của ngươi sao? Quá nhàm chán, đồ đần nhà ngươi đi chết được rồi đó. Lúc này, Ngô Bạch Đinh mới phục hồi lại tinh thần, tức giận gầm hét lên, để ta đi chết, vậy phải xem thử ngươi có bản lãnh này không? À, lời còn chưa nói hết, cú đấm của Hạ Thiên đã đánh tới đầu hắn, tốc độ nhìn có vẻ rất chậm, chỉ ít trong cái nhìn của A Cửu, giống như là hai người đang diễn kịch câm. Hạ Thiên từ từ đánh nắm đấm lên đầu Ngô Bạch Đinh. Sau đó Ngô Bạch Đinh phối hợp chạm đầu xuống mặt đất từng chút một, kế tiếp chính là... Oanh! Một tiếng vang to lớn, sàn nhà bị nện xuyên xuống các tầng lầu. Đầu của Ngô Bạch Đinh vẫn hoàn hảo, chỉ có điều cả người tê liệt trên mặt đất như là một con rắn chết. Chàng đánh hắn chết rồi à? A Cửu nhảy lên, đi qua thăm dò, khịt mũi, ta còn có lời muốn hỏi hắn nữa. Hạ Thiên bĩu môi, hắn còn chưa chết. Chẳng qua thủ hạ của hắn sắp gặp xui xẻo rồi. Có ý gì? A Cửu không hiểu, hỏi. Cửu nha đầu, chẳng phải nàng biết âm cực vãng sinh trận sao, hẳn là hiểu ý ta là gì. Hạ Thiên có chút kỳ quái nói. A Cửu chừng Hạ Thiên một cái, không vui nói, ta chỉ là từng thấy ghi chép về trận pháp này từ trên một quyển sách đó cũng không có ghi lại công dụng cụ thể của trận pháp, cũng không có thông tin cụ thể về trận pháp. Thế thì nàng chờ một chút là biết. Hạ Thiên lười biếng nói. Quả nhiên chưa tới mấy giây, Ngô Bạch Đinh liền khôi phục lại ý thức, từ từ đứng lên từ mặt đất. Hạ Thiên, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi, nhưng không sao cả, hiện tại ta quyết định đối mặt với ngươi. Ngô Bạch Đinh vẫy tay, lại có mười mấy sợi hắc khí tiến vào trong thân thể của hắn, để hắn trong nháy mắt cường tráng thêm vài phần, ngươi đã không còn cơ hội. Ở trong âm cực vãn sinh trận, tất cả mọi người đều thuộc sở hữu của ta. Nói cách khác ta có hơn 3.000 cái mạng, mà ngươi chỉ có một cái.
Ngươi đánh với ta bằng cách nào? Lúc hắn nói lời này, ở trong mấy tầng nào đó của du thuyền, có mười mấy người bỗng dưng ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh mà không có điểm báo trước. Một người đang đánh bạc trong đó, lúc vận may đang lên, mặt đầy hưng phấn muốn tất tay, vừa mới đẩy thẻ chip lên, kết quả là hai mắt trắng dã, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, một sợi hắc khí như có như không bay ra từ đỉnh đầu của hắn. Cũng có phú nhị đại đang bơi lội, ngay ở trước mặt một đám tiểu tỷ tỷ đẹp đẽ, cá cược thi đấu với người khác, nghiền ép dọc theo đường đi, trước mắt liền sắp đến điểm cuối, sắp thắng được một đêm mỹ hảo cùng tiểu tỷ tỷ, kết quả cũng là bỗng nhiên mất đi ý thức, suýt chút nữa chết đuối trong bể bơi. Còn có người đang dùng. Cũng còn tốt, bảo vệ trên thuyền xuất hiện kịp thời, lập tức khống chế tình hình, mang người té xỉu bất động thanh sắc đi. Bằng không, tuyệt đối sẽ xảy ra hỗn loạn. Cho nên nói loại đồ đần như ngươi căn bản cũng không hiểu rõ, đánh nhau không phải dựa vào có bao nhiêu cái mạng, mà là thực lực đủ mạnh hay không. Hạ Thiên lắc đầu, hơi có chút thất vọng nói, còn có, chính trận pháp này có sơ hở, hơn nữa còn chưa hoàn chỉnh, một chút tác dụng cũng không có, còn tưởng rằng ngươi có thể chơi với ta được một lúc nữa cơ chứ. Chết đến nơi rồi, còn có thể ngông cuồng như vậy, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngô Bạch Đinh cười gằn, chỉ vào Hạ Thiên. Nói, đừng quên, ngươi và cửu cô nương cũng đang trong trận pháp của ta, nói không chừng quyền kế tiếp của ngươi sẽ đánh vào chính ngươi và trên người nàng ta. Chỉ có thể nói là ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Hạ Thiên không khỏi thở dài, đồ đần nghe không hiểu tiếng người, hay để ta giúp ngươi nhận rõ cái gì gọi là hiện thực nha. Ngươi mới làm bộ làm tịch, Ngô Bạch Đinh quát lớn một tiếng, hai tay vung lên, trong lòng bàn tay lập tức hiện lên một đoàn xương màu đen, liền ném tới phía Hạ Thiên. Vậy để ngươi xem thử uy lực thực sự của âm cực vãng sinh trận. Sau khi ném đoàn xương kia ra ngoài, như một roi thép màu đen, thả ra ngoài với một tốc độ cực nhanh, những chỗ mà đoàn xương đi qua bị chém thành hai đoạn, trong chớp mắt đã đến cái cổ Hạ Thiên, sau đó lại biến đổi thành vòng sáng, nhốt Hạ Thiên ở trong đó. Bị nhốt vào trong, thế thì sống chết của ngươi đã nằm trong tay ta. Sắc mặt của Ngô Bạch Đinh ngạo nghễ, nói với Hạ Thiên, trước hết muốn nửa cái mạng của ngươi. Để ngươi biết không thể làm trái ý ta. Chương 2357, cực hạn. Vừa dứt lời, đôi tay của Ngô Bạch Đinh nắm chặt thành nắm đấm, chỉ thấy vòng sáng kia cũng bao trùm chặt lên cổ của Hạ Thiên, những vật chất màu đen trong nháy mắt thẩm thấu vào trong cơ thể Hạ Thiên, nuốt chửng và cướp đoạt không chút kiêng kỵ. 3 giây đồng hồ sau, vật chất màu đen mang theo lượng lớn sinh mệnh lực trở về vòng sáng, trở lại trong thân thể Ngô Bạch Đinh. Qua, cái cảm giác này, Hạ Thiên, người quả nhiên rất mạnh. Ngô Bạch Đinh ngửa mặt lên trời cười to, đáng tiếc sau cùng chẳng phải là tiện nghi cho ta sao, sinh mệnh lực mạnh hơn cũng chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng của ta. Hạ Thiên chợt xuất hiện ở trước mặt Ngô Bạch Đinh, lười biếng nói nhảm xong chưa? Ngươi làm sao? Tiếng cười của Ngô Bạch Đinh lập tức đột nhiên ngừng lại. Hạ Thiên cười hì hì, hỏi ta làm sao vậy? Ngươi làm sao có thể không có chuyện gì được? Ngô Bạch Đinh trợn mắt lên, tình huống trước mặt hoàn toàn vượt qua khỏi phạm trù nhận thức của hắn, ta rõ ràng đã rút lấy một nửa sinh mệnh lực của ngươi, bây giờ ngươi hẳn là vô cùng suy yếu mới đúng. Một nửa sinh mệnh lực, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, từng ấy không khác gì mũi trích. Không thể nào, Ngô Bạch Đinh thực sự không cách nào tiếp nhận được sự thật, chỉ vào Hạ Thiên, nói, ngươi tuyệt đối đang gắng gượng, có đúng không? Không chờ Hạ Thiên đáp lại, lại khổ tâm khuyên bảo, nói, Hạ Thiên, thật ra ngươi hoàn toàn không cần phải gồng mình, bây giờ ngươi đang rất khó chịu và thống khổ, phải không? Ta không có khó chịu hay thống khổ gì cả, chẳng qua là cảm thấy có chút tẻ nhạt. Giọng điệu của Hạ Thiên tùy ý, nói, đồ đần ngươi mới đang gồng mình, cái trận pháp nát bét này còn làm được trò gì nữa không? Nếu không còn, vậy ta sẽ ra tay. Ngô Bạch Đinh liều mạng lắc đầu, liên tục lẩm bẩm, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Chỉ cần âm cực vãng sinh trận vừa khởi động, người trong trận pháp sẽ bị ta chi phối, không thể có ngoại lệ. Dứt lời, trong lòng dường như thư thái hơn đôi chút, thế là sau đó tự thôi miên bản thân, nói, Hạ Thiên tuyệt đối đã trúng chiêu, sinh mệnh lực của hắn chắc chắn đã bị ta cướp đi một nửa, bây giờ hắn chỉ đang phô trương thanh thế, muốn dọa ta sợ, để ta mở trận pháp ra, nhất định là như vậy, ta sẽ không mắc lừa chiêu này. Đồ đần quả nhiên không có thuốc chữa. Hạ Thiên lắc đầu, trực tiếp vỗ một cái tát tới. Đùng! Một tiếng vang giòn giã, Ngô Bạch Đinh lập tức bị đánh trúng như một quả bóng chày,
xoay tròn và bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh, phá vỡ hơn nửa tầng. Một tát này cũng không có đánh Ngô Bạch Đinh bất tỉnh, chỉ là đánh cho mặt của hắn sưng lên, ngoại trừ mũi còn nguyên vẹn ra, thì những bộ phận khác trông không khác gì đầu heo. Đừng đùa quá trớn nữa. A Cửu thấy thế, lập tức nhắc nhở, ở đây là trên thuyền, không chịu được dằn vặt của chàng. Hạ Thiên phản bác nói, Cửu nha đầu, chiếc thuyền hỏng này dù chìm cũng không sao, ta có thể mang nàng bay ở trên biển cơ mà. A Cửu lườm hắn một cái, không thèm để ý hắn. Ở một bên khác, Ngô Bạch Đinh bò lên từ trong đống phế tích, khắp khuôn mặt là vẻ hoài nghi. Ta hiểu rồi, Ngô Bạch Đinh vất vả lắm mới có thể hít thở đều đặn, hình như đã tìm ra nguyên nhân khiến mình thất bại, âm cực vãng sinh trận không hề có sai sót, cho nên nhất định là trên người ngươi có đồ vật gì đó, giúp ngươi chống lại sự thôn phệ của bóng ma. A Cửu có chút bó tay đối với đầu óc của đồ đần, đây là bị chàng đánh tới mức không dám tiếp nhận hiện thực à. Đây không phải là hiện thực, mà là ảo giác mà các ngươi chế tạo ra, muốn để ta mắc bẫy, tuyệt đối không thể. Âm thanh của Ngô Bạch Đinh đột nhiên cao lên vài tông, tựa hồ muốn thông qua phương thức này để chứng minh bản thân là đúng. Hạ Thiên không khỏi lắc đầu, ngươi yếu thật đấy. Ngươi mới yếu, trong đôi mắt của Ngô Bạch Đinh tràn đầy tơ máu, thần thái ngông cuồng, Hạ Thiên, sinh mệnh lực của ngươi đã bị ta rút một nửa, hiện tại khẳng định đang trong trạng thái suy yếu, ngươi không lừa được ta. Mà ta có thêm một nửa sinh mệnh lực, chỉ cần tiêu hóa thêm một chút là có thể thuộc về ta, ngươi không đánh lại ta được đâu. Tính mạng của ta tốt, những thứ khác cũng tốt, ngươi không rút được gì. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, coi như trận pháp nát bét này thật có thể rút đi một phần một triệu, ngươi cũng không tiêu hóa được, vẫn là công dã tràng. Một phần một triệu, ngươi đúng thật là ngông cuồng. Ngô Bạch Đinh cảm thấy mình bị xem thường, lập tức giận tím mặt. Vậy ta liền đánh nát ngươi thành một triệu mảnh vụn, để ngươi biết sự lợi hại của ta. Ngô Bạch Đinh siết chặt nắm đấm, tận lực vận chuyển khí lực toàn thân nhào tới Hạ Thiên. Hai, vẫn không chịu tiến bộ, Hạ Thiên nhẹ nhàng đánh trả một quyền. Giặc giặc, xương cánh tay trong nháy mắt nổ tung thành từng tấc, phát ra tiếng vang dọa người. A, Ngô Bạch Đinh sửng sốt mấy giây, sau đó mới phản ứng lại cả cánh tay của mình đã nổ, tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên muộn màng. A Cửu không nhìn được che lỗ tai lại, tiếng của tên Ngô Bạch Đinh này vốn là có chút chói tai, bây giờ nghe càng thêm khó chịu. Tay của ta muốn giết ngươi. Ngô Bạch Đinh hoàn toàn bị chọc giận, hoặc nói là mất hết lý trí, đã không để ý tới kế hoạch gì nữa, hắn muốn giết Hạ Thiên ngay bây giờ, như vậy mới có rửa mối hận trong lòng hắn. Vấn đề là đồ đần nhà ngươi căn bản không giết được ta. Hạ Thiên cười hì hì nói. Vậy ta liền để ngươi xem uy lực mạnh nhất của âm cực vãng sinh trận. Sát khí trong mắt Ngô Bạch Đinh phun trào, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to, tiếng gào vẫn kéo dài không dứt, không khác gì lúc phóng đại chiêu của nhân vật chính hoặc nhân vật phản diện trong các bộ anime, cũng chính là tiếng giống phát ra trong truyền thuyết. Chương 2358. Không đủ. 10 người chết, 100 người, 200 người, 300 người. Ngô Bạch Đinh vừa giống còn vừa đếm số lượng, những bóng ma màu đen cũng tuôn ra từ bốn phương tám hướng trong du thuyền, ngấm vào trong thân thể của hắn. Bạch Đinh, dừng lại, ngươi mau dừng lại. Lúc này Hạ Khỉ Tư xông vào, hô về phía Ngô Bạch Đinh đang mất kiểm soát, nếu còn tiếp tục như vậy, hậu quả khó mà lường được. Ngô Bạch Đinh không có nghe thấy, vẫn cứ tham lam và điên cuồng nuốt chửng sinh mệnh lực của các hành khách trên thuyền, thân thể của hắn cũng dần dần bành trướng to lên và đen dần. Cánh tay cũng cấp tốc phục hồi như trước, trong chớp mắt liền phình to giống như hai cây cột, cả người như là một con tinh tinh chạy đến từ rừng rậm. Cực hạn của ngươi chính là 500 người, nhiều hơn nữa, ngươi sẽ xảy ra chuyện. Hạ Khỉ Tư vẫn đang liên tục khuyên nhủ, ngươi với bọn hắn cũng không có mối thù sinh tử gì, hoàn toàn không cần phải ép mình như thế. Không, Ngô Bạch Đinh tức giận gào thét, Hạ Thiên ngày hôm nay phải chết, ai khuyên cũng không được. 500 người chết. 600 người. Lúc này, người vô cớ té xỉu cũng càng ngày càng nhiều, rốt cuộc tạo ra hỗn loạn không nhỏ, tất cả bảo vệ trên thuyền cộng với lượng lớn vệ sĩ được thuê đều không trấn áp được. 700 người, 800 người, 1.000 người. Trong lúc gào thét, Ngô Bạch Đinh đã bành trướng thành con quái vật cao ít nhất 3 mét, trên thân thể đầy hoa văn màu đen kỳ quái, nhìn hơi giống người khổng lồ màu đen, chỉ là sắc mặt vô cùng tàn bạo và hung lệ, như thể nuốt tươi nuốt sống người ta bất cứ lúc nào. Hạ Thiên, để ta xem ngươi đánh với ta bằng cách nào.
Hai quả đấm dị dạng của Ngô Bạch Đinh còn lớn hơn cái đầu của Hạ Thiên, trong lúc nói chuyện liền nhắm đến đầu của Hạ Thiên để nện xuống. Hạ Thiên lắc đầu một cái, không phải cứ hình thể càng lớn thì càng mạnh. Vậy ngươi ăn quyền này của ta thử xem. Vẻ mặt của Ngô Bạch Đinh cười gằn, đây chính là sức mạnh tập hợp từ 1.000 người, coi như ngươi lợi hại đến đâu, lẽ nào ngươi còn địch nổi quyền của 1.000 người hay sao? Thế mới nói, bọn đần các ngươi căn bản không hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu. Vẻ mặt của Hạ Thiên khinh bỉ, nói, ngươi là một tên rác rưởi, mặc dù đã có được sức mạnh của 1.000 tên rác rưởi khác, nhưng ngươi vẫn là một tên rác rưởi, cũng sẽ không thay đổi được gì. Ngô Bạch Đinh không muốn nghe Hạ Thiên nữa, đột nhiên nện một quyền tới, nện nát Hạ Thiên và cả mặt đất dưới chân hắn, ngay cả tầng dưới cũng chịu vạ lây. Ha ha ha, nhìn ngươi còn trào phúng ta, nhìn ngươi còn. Ngô Bạch Đinh cuồng tiếu chưa được 2 giây, liền không cách nào cười được nữa, bởi vì Hạ Thiên đang lười biếng nhìn hắn ở cách đó không xa, giống như là đang nhìn một tên siêu cấp đần độn. Thấy ngươi có vẻ rất vui vẻ, Hạ Thiên cười hì hì, hỏi có đánh trúng cái gì không? Ngô Bạch Đinh tức giận đến mức lập tức xông tới, sau đó nâng quyền lên điên cuồng nện, nhưng vẫn chỉ đánh trúng không khí, Hạ Thiên trào phúng nhìn hắn ở cách đó không xa. Hắn lại đuổi theo, sau đó lại vồ hụt, tốc độ của hắn so với Hạ Thiên, giống như là tia chớp và ốc sên, đuổi đánh 7-8 lần, nhưng vẫn không đả thương được một sợi lông nào của Hạ Thiên. Ngươi có gan thì đứng yên đừng nhúc nhích, Ngô Bạch Đinh tức giận khôn nguôi, chỉ vào Hạ Thiên quát, để cho ta nện ngươi 2 quyền toàn lực. Đồ đần mới đi làm loại chuyện này. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, buồn ngủ rồi, ngươi cũng không còn trò gì, có thể đi chết rồi đó. Ngô Bạch Đinh giận sôi máu, lần nữa phẫn nộ giống lên, tăng cho ta, 2.000 người chết. Bạch Đinh, ngươi đừng tăng nữa, ngươi sẽ chết. Hạ Khỉ Tư đã sợ, tiến lên muốn nhào tới bên người Ngô Bạch Đinh, lại bị A Cửu bắt lại. Nàng quá A Cửu, ngươi thả ta ra. Ngươi tới cũng vô dụng, hắn đã mất lý trí. A Cửu đối với nữ nhân này kỳ thực không nhiều ác cảm, chẳng qua là cảm thấy nàng đi theo sai người, có chút đáng tiếc và thương hại mà thôi. Trong đôi mắt của Ngô Bạch Đinh quả thật đã không còn nhân tính, mà còn tràn đầy thú tính hung lệ, 3.000. 3.000, ế. Đột nhiên, con mắt của Ngô Bạch Đinh ổn định lại, cả người cũng cứng đờ, như đã bị điểm huyệt, lại như là bị khiếp sợ bởi chuyện gì đó đến mức sửng sốt. Hắn bị sao vậy? A Cửu nhìn tình huống này có chút kỳ quái. Nói với Hạ Thiên, chàng làm gì hắn thế? Hạ Thiên bĩu môi, phản bác nói, chỉ bằng loại đồ đần này, còn cần ta làm gì nữa à? Khẳng định là bản thân hắn phạm sai lầm, hiện tại mới phát hiện mà thôi. Tại sao lại như vậy, làm sao lại không tới 3.000? Mấy phút sau, Ngô Bạch Đinh mới khôi hồi lại tinh thần, trong miệng không ngừng tái diễn một câu nói, làm sao lại không tới 3.000, tại sao lại không tới 3.000? Ta rõ ràng đã chuẩn bị 3.000 viên âm cực hoàn. Lúc này, Hạ Khỉ Tư mới mở miệng nói, ta đến báo cáo tình huống này, âm cực hoàn ở khoang dưới không biết vì lý do gì mà mất 3 hòm, cho nên âm cực vãng sinh trận cũng chưa hoàn chỉnh, nếu mà ngươi cưỡng ép hy sinh 3.000 người. Không, chuyện này không thể nào, ta không tin. Ánh mắt của Ngô Bạch Đinh lộ ra vẻ kinh hãi, tiếp theo là tuyệt vọng. Ta cửu hỏi Hạ Thiên, sẽ như thế nào? Hạ Thiên thuận miệng đáp lại, sẽ bị phản phệ thôi. Muốn chết, ta cũng phải kéo các ngươi chết chung. Thân thể của Ngô Bạch Đinh như cho tàn, sương mù màu đen không bị hắn khống chế liền tiêu tán, hắn vùng vẫy nhào tới Hạ Thiên. Oanh! Chỉ là một quyền nhẹ nhàng, Ngô Bạch Đinh trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Chương 2359. Ruộng không chịu được trâu ngày ngày đi cày. Hạ Khỉ Tư muốn rách cả mí mắt. Phải nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần từ trong sự sửng sốt, chỉ vào Hạ Thiên và A Cửu, tan nát cõi lòng quát, các ngươi giết hắn, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Đó là chính hắn đâm đầu vào chỗ chết, vừa nãy chẳng phải ngươi đều nhìn thấy hết sao. A Cửu lạnh lùng lườm nữ nhân này một thoáng, bọn ta vốn không có hứng thú nói nhảm với hắn, là chính hắn cứ dây dưa, tạo thành hậu quả như bây giờ, hoàn toàn là do hắn gieo gió gặt bão. Ta mặc kệ, Hạ Khỉ Tư có chút cuồng loạn. Thực sự không thể nào tiếp nhận hiện thực, nếu như ban nãy Hạ Thiên không đánh ra cú đấm đó, hắn còn có thể cứu trở về. Chính là Hạ Thiên giết hắn đi, ta tận mắt nhìn thấy. A Cửu còn muốn giải thích gì đó, Hạ Thiên đưa tay ngăn cản, sau đó lười biếng nói, đồ đần này là do ta giết. Ngươi có thể làm gì được ta? Ta,
Hạ Khỉ Tư còn muốn kêu gào muốn giết Hạ Thiên và A Cửu, suy đi nghĩ lại cường đại như Ngô Bạch Đinh đều chết, một cô gái yếu đuối như nàng có thể làm gì cơ chứ? Kỳ thực, nàng cũng cảm thấy A Cửu không nói gì sai cả, ngay từ đầu Ngô Bạch Đinh đã âm mưu quấy rối Hạ Thiên và A Cửu, mặc dù mục đích là vì ép cho Y Tiểu Âm hiện thân, nhưng mà trong lòng nàng biết rõ Ngô Bạch Đinh cũng không có suy nghĩ buông tha Hạ Thiên và A Cửu. Hiện tại chẳng qua là thực lực không đủ, giết người không thành thì bị giết ngược mà thôi. Đạo lý này, muốn phân biệt rõ ràng thật ra cũng không khó, chỉ là muốn tiếp nhận lại không có dễ dàng như vậy. A Cửu vẫn đang nhìn chằm chằm vào Hạ Khỉ Tư, còn may phát hiện nàng chỉ là vẻ mặt và giọng điệu vô cùng phẫn nộ, nhưng thân thể và hành động vẫn kiềm chế, như vậy là tốt nhất, nếu không thì nàng không ngại thanh trừ tai họa ngầm. Các ngươi cũng đừng quá đắc ý. Hạ Khỉ Tư hơi có chút oán độc trừng mắt nhìn Hạ Thiên và A Cửu, Bạch Đinh là người phát ngôn của trường sinh chủ ở trên thuyền, các ngươi giết hắn đi, cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Vẻ mặt của Hạ Thiên hứng hờ, vậy hãy bảo tên trường sinh chủ gì đó qua đây. Ngày mai sẽ đến trạm canh gác đảo, lúc đó các ngươi sẽ gặp được hắn. Tâm tình của Hạ Khỉ Tư bình tĩnh lại, giọng điệu cũng bình thản hơn rất nhiều, đến lúc đó các ngươi liền biết trường sinh chủ đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Đối mặt hắn, các ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Lại thổi phồng nữa, A Cửu có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà đến tận bây giờ rồi, cho dù là các ngươi hay là người nào khác khoác lác cái gọi là cao nhân, cuối cùng cũng không ngoại lệ, đều bị lưu manh này tam quyền lưỡng cước là thanh toán xong. Hạ Thiên nghe nói như thế, không nhịn được sửa lại lời, không cần tam quyền lưỡng cước, kỳ thực một quyền là đủ rồi, đa phần là vì chơi với bọn họ chán quá mà thôi. Thôi thôi, biết chàng lợi hại rồi. A Cửu thuận miệng qua loa một câu, lại hỏi, nữ nhân này, chàng dự định xử trí như thế nào? Cửu nha đầu, cô ta đương nhiên là giao cho nàng xử trí. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, hiện tại ta có chút buồn ngủ, muốn đi ngủ. Hạ Khỉ Tư nhìn A Cửu, cố gắng duy trì sắc mặt lạnh nhạt, Thiên Trì đã chết, ta sống cũng không có ý nghĩa gì, các ngươi muốn chém giết hay muốn róc thịt thì mời. Vừa hay ta không phải là người tùy tiện, A Cửu cân nhắc một hồi, sau đó nói, mặc dù trước đây chúng ta quả thật có một ít ân oán, nhưng đó cũng là chuyện rất nhiều năm về trước, khi đó Y Tỷ Tỷ tha các ngươi một mạng, nhưng đáng tiếc các ngươi lại không có cảm kích tí nào, vẫn luôn nghĩ làm sao để hại nàng. Nếu như hôm nay ta tha cho ngươi, ai biết sau này ngươi có đi mưu hại ta nữa hay không? Không cần nói nữa, con ngươi của Hạ Khỉ Tư đã hiện lên một hai tia sợ hãi, ta biết ý của ngươi. Không cần các ngươi động thủ, ta sẽ tự động kết liễu cuộc đời. Có điều, trước lúc đó, ta còn có một số việc cần phải đi làm, có thể cho ta thời gian một hai tiếng, được không? A Cửu quay đầu nhìn Hạ Thiên một cái, chưa đầy 3 phút, Hạ Thiên đã nằm ngủ ở trên giường, cũng không biết là buồn ngủ thật, hay là đang giả vờ giả vịt. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng tốt nhất là ngươi đừng dở trò gì. Suy cho cùng A Cửu không phải là hạng người tâm ngoan thủ lạt. Kỳ thực cũng nghĩ đến khả năng chạy trốn của nữ nhân này, nhưng nàng cũng không để ý, nàng hiểu rất rõ Hạ Khỉ Tư, chỉ là một người bình thường có chút tâm cơ mà thôi, không có tí uy hiếp nào với bọn họ. Ngươi đáp ứng thật à? Hạ Khỉ Tư không dám xác định, hỏi ngược lại, ngươi không sợ ta trực tiếp chạy trốn à? Muốn chạy cũng không thành vấn đề. A Cửu thản nhiên nói, Ngô Bạch Đinh đều bị dằn vặt không ra gì, chớ nói chi là ngươi. Hạ Khỉ Tư đau thương nở nụ cười. Gật gù, hiểu rồi. Ngay khi Hạ Khỉ Tư muốn xoay người rời đi, A Cửu lại gọi lại nàng, chờ đã. Nhanh như vậy liền đổi ý rồi hả? Trên mặt Hạ Khỉ Tư mang nụ cười châm biếm. A Cửu lắc đầu, A Cửu ta nói chuyện và làm việc xưa giờ chưa hề lật lọng, chỉ là gian phòng này bị phá hỏng đến nỗi không ra hình thù gì. Ta khẳng định là không ngủ được ở cái nơi này, đổi gian phòng khác cho ta đi. Vậy còn hắn? Hạ Khỉ Tư chỉ Hạ Thiên đang ngủ ngon giấc ở trên giường. Không cần để ý đến hắn. A Cửu nhìn thấy Hạ Thiên đã ngủ, trong lòng còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bằng không, tên lưu manh chết bầm này khẳng định sẽ dằn vặt nàng đến hừng đông. Tuy nói loại chuyện đó quả thật rất khoái cảm, nhưng mà mỗi ngày đều làm như thế thì không chịu nổi. Dù sao ruộng cũng không chịu được trâu ngày ngày đi cày, hơn nữa còn là một con trâu sắt hoàn toàn không biết mệt mỏi và thỏa mãn. Không bằng thừa dịp này. Nghỉ ngơi cho thật tốt. Chương 2360. Có người đang bơi. Hạ Khỉ Tư rất nhanh liền sắp xếp cho A Cửu ở một phòng khác,
cũng vô cùng xa xỉ, so với phòng cho tổng thống của khách sạn 5 sao, không kém chút nào. A Cửu vốn dĩ muốn đổi sang phòng bình thường là được, nhưng lại được báo là phòng bình thường đã đầy, trừ khi có người dọc đường rời thuyền, nếu không thì sẽ không ra. Chờ sau khi Hạ Khỉ Tư rời đi, A Cửu ngâm trong bồn tắm một lúc, sau đó tắm rửa sạch sẽ, lấy điện thoại vệ tinh ra gọi một cú điện thoại, lúc này mới lên giường ngủ. Ngủ được một lúc, A Cửu ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không đúng, tên lưu manh Hạ Thiên vậy mà không có mò tới đây, chuyện này thực sự có chút kỳ lạ. Lấy tính tình và thói quen của hắn, nếu trên người không có nữ nhân, căn bản không cách nào ngủ yên ổn. Trước đây coi như đáp ứng với nàng sẽ không sằng bậy, nhưng sau cùng vẫn đột nhiên tập kích, sau đó cợt nhả tỏ ra bản thân sẽ không sằng bậy, cuối cùng. Không thể miêu tả. A Cửu à A Cửu, sao ngươi lại thành ra như vậy, lưu manh đáng chết kia không đến quấy rầy ngươi, ngươi lại còn nhớ hắn. A Cửu nghĩ một hồi, không khỏi thầm mắng mình. Sau đó liền thu hồi những suy nghĩ lung ta lung tung, dần dần chìm vào giấc ngủ. Chờ sau khi nàng tỉnh lại, vừa mở mắt liền bối rối. Quả nhiên có Hạ Thiên đang ngủ ở bên cạnh, nhưng mọi thứ xung quanh đều là nước. Về phần thuyền, đã biệt tăm biệt tích, nàng và Hạ Thiên đang ngủ ở trên giường nệm, phiêu lưu trên biển rộng thênh thang. Này, đứng lên cho ta, A Cửu trực tiếp đá hai cước vào Hạ Thiên, mau tỉnh lại. Hạ Thiên chậm rãi tỉnh lại. Bắt đầu ôm eo nhỏ của A Cửu, Cửu nha đầu, nàng gọi ta dậy làm gì, là nàng muốn. Muốn cái đầu chàng, A Cửu kéo tay Hạ Thiên ra, chỉ xung quanh, đây rốt cuộc là tình huống gì, có phải là chàng làm hay không? Không phải, ta không rảnh tới vậy. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, Cửu nha đầu, đây là nữ nhân mà nàng tha làm ra, lúc ả tự sát không khống chế được hỏa lực, trực tiếp nổ thuyền. Vẻ mặt của A Cửu ngỡ ngàng. Vậy sao chàng không gọi ta dậy? Cửu nha đầu, tại sao phải đánh thức nàng dậy? Hạ Thiên cười hì hì nói, chẳng có chuyện gì quan trọng bằng chuyện nàng ngủ, huống hồ đã không còn gì để nói. A Cửu lập tức có chút cạn lời, trong lòng dâng lên tâm tình khó hiểu, may mà rất nhanh liền đè nén xuống, những hành khách khác đâu? Bọn họ không có chuyện gì, thuyền cứu nạn trên thuyền đã đủ xài. Hạ Thiên lộ vẻ hứng hờ, nếu không đủ xài, thì tìm thứ gì trôi trên mặt nước như chúng ta là được. A Cửu nhìn biển rộng thênh thang, đã không có chút động tĩnh nào của Trường Sinh Đế Quân, lòng sinh nghi ngờ nói, chàng có chắc là lúc Hạ Khỉ Tư tự sát tạo thành không? Hạ Thiên không để ý lắm, nói cũng có thể là có nguyên nhân khác, nhưng quản nó làm chi? Làm sao lại không quản chứ? A Cửu chừng Hạ Thiên một cái, lỡ mà nữ nhân đó thật ra đang chơi trò quỷ gì thì sao đây? Dù ả chơi trò quỷ gì, thì đều không có chút uy hiếp gì đối với chúng ta. Hạ Thiên vẫn là bộ dáng lười biếng đó, dường như không có chuyện gì có thể khiến hắn để tâm, huống chi, lần này ả quả thật không chơi trò quỷ gì, chỉ là nữ nhân ngu ngốc kia không hiểu thuốc nổ, dùng số lượng hơi nhiều mà thôi. Đôi mi thanh tú của A Cửu nhăn lại, vậy thì, chúng ta làm sao tìm Trường Sinh chủ bây giờ? Không cần tìm, tên ngu ngốc đó nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tới tìm chúng ta. Hạ Thiên cũng không để việc này ở trong lòng, chưa kể, chẳng phải nữ nhân kia cũng đã nói rồi sao, sáng sớm ngày mai liền có thể đến hòn đảo ấy. Đó là khi đi thuyền, A Cửu không vui nói, hiện tại chúng ta cũng chỉ có nệm, biển rộng bao la, phỏng chừng chúng ta còn chưa tìm được hải đảo gì đó liền chết khát hết rồi. Hạ Thiên lắc đầu, Cửu nha đầu, nàng suy nghĩ kỹ lại đi, nữ nhân đó còn có một người tên là Ngô Ngu Đần gì đó. Còn nói sáng sớm ngày mai liền có thể đến tiêu đảo gì đó, bọn họ từ đầu tới cuối chưa từng nói là đi thuyền để đến đó. Hồi tiểu học, chàng có học ngữ văn không đó, chuyện này mà vẫn cần phải nói rõ nữa à? A Cửu cảm thấy bệnh ấu trí của Hạ Thiên lại tái phát, ngoại trừ việc đi thuyền ra, chẳng lẽ để người ta bơi đến hải đảo kia trong biển rộng mênh mông này sao? Chuyện này cũng không hẳn. Hạ Thiên cười hì hì, bỗng nhiên đưa tay chỉ nơi xa, nàng nhìn đi. Nơi đó chẳng phải có người đang bơi sao? A Cửu nhìn theo phương hướng mà Hạ Thiên chỉ thấy tối hù, lúc này vừa bước sang nửa đêm, trời thì đen, nước biển cũng đen, người bình thường căn bản không thấy rõ phía trước có thứ gì. May mà A Cửu đã không phải là người bình thường, thị lực cũng sớm vượt qua khỏi phạm vi của người bình thường. Nhìn chằm chằm phía trước vài giây, nàng đúng thật là nhìn thấy cách nơi đây khoảng 5, 600 mét, có một bóng người nho nhỏ. Đang ở trong sóng biển cuồn cuộn, lúc cao lúc thấp, như ẩn như hiện, nhìn như thể là đang bơi tự do. Đi qua đó xem thử,
rốt cuộc là tình huống gì? A Cửu đạp Hạ Thiên một cước, mau, nói không chừng là hành khách trên thuyền đang gặp nạn, cứu được thì cứu người ta. Hạ Thiên không hề nhúc nhích, nhưng nệm dưới thân bọn hắn liền nhanh chóng tiến tới, chỉ chốc lát sau đã đến trước mặt bóng người kia. A Cửu nhìn người nọ, vẻ mặt kinh ngạc nói. Này, cái này, còn là người sao? Chương 2361, toàn lão bất tử. Lúc này, mấy trăm dặm ở ngoài, có một chiếc thuyền con đang trôi nhanh trên biển. Nếu có người gặp được khung cảnh này, nhất định sẽ bị cả kinh đến nỗi linh hồn xuất khiếu, cho rằng gặp được thuyền ma. Bởi vì con thuyền nhỏ này do mấy cây gậy trúc quấn lại với nhau, hơn nữa phía trên không có bất kỳ động lực gì, cũng không có ai đang lái thuyền, nhưng mà tốc độ lại nhanh đến mức khó tin. Hai người ăn mặc áo bào, chỉ có điều một người mặc màu trắng, còn người kia thì màu xanh, bọn họ che kín mít thân thể bên ngoài của mình, chỉ lộ ra một cặp mắt bắn tinh quang ra bốn phía, không ngừng quét mắt nhìn xung quanh. Diệp sư huynh, phía trước có gì kìa? Người mặc áo bào xanh chợt nhìn thấy một vật đang trôi nổi đến đây. Thuyền cứu nạn mà thôi. Người mặc áo bào trắng nhàn nhạt nhìn thoáng qua, thuận miệng nói. Giọng nói của hai người nghe như thanh niên, người mặc áo bào xanh nghe như thiếu niên, người mặc áo bào trắng lại có phần chững chạc và thận trọng hơn. Thiếu niên áo bào xanh nói tiếp, ta nói là đồ vật phía trên kia. Hả, nam nhân áo bào trắng thả người nhảy một cái. Trong nháy mắt liền nhảy tới thuyền cứu nạn cách đó mấy dặm, người mặc áo bào xanh cũng vội vàng đi theo. Trường sinh đế quân, thiếu niên áo bào xanh liếc nhìn ký hiệu trên thuyền cứu nạn, không khỏi nói, khẩu khí thật là lớn a, phàm phu tục tử cũng dám xưng là đế quân. Một trong những người mà chúng ta muốn tìm, hình như cũng có một cái được xưng là trường sinh gì đó. Người đó tự xưng là trường sinh chủ, nam nhân áo bào trắng lạnh nhạt, về phần trường sinh đế quân. Cũng chỉ là bốn chữ mà thôi, xưng thì có làm sao đâu. Sư phụ chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy cũng mới dám xưng là tiên quân, làm sao hắn dám vô lễ như thế. Thiếu niên áo bào xanh khó chịu trong lòng, những người phàm tục này đúng thật là không biết trời cao đất rộng. Nam nhân áo bào trắng không thèm để ý lời than phiền của sư đệ mình, nhìn đồ vật trên chiếc thuyền cứu sinh này, đó là một quả cầu màu đen cao ngang người, chất nhầy màu đen liên tục rơi xuống. Có một cái hốc lớn mở ra ở một bên, trong hốc có một ấn ký hình người, chỉ có điều người ở trong đó hiện không biết tung tích. Những thứ này là bóng ma do âm cực hoàn sinh ra, không biết tại sao ngưng tụ thành một quả cầu, trong đó hình như đã từng nhốt một người. Nam nhân áo bào trắng khẽ chau mày, xem ra âm cực hoàn quả thật đã bại lộ. Thiếu niên áo bào xanh có chút kinh ngạc, nói, không giống lắm, âm cực hoàn uy lực to lớn. Chỉ cần một viên nhỏ là có thể nuốt chửng hết sinh mệnh trong phạm vi vài dặm, nhìn ba hòm âm cực hoàn này, sao ngay cả một người cũng không nuốt nổi. Vậy nói rõ thứ bại lộ chỉ là phối phương âm cực hoàn, chứ không phải là chính viên thuốc. Nam nhân áo bào trắng tiện tay lấy một bình nước thuốc nhỏ, đổ vài giọt cho người bị chất nhầy màu đen bọc lấy. Tam thanh lộ quý giá như vậy, đừng dùng trên người loại phế vật này. Thiếu niên áo bào xanh có chút khó chấp nhận, nói. Nam nhân áo bào trắng lạnh giọng nói, trước khi ra ngoài, người còn nhớ sư phụ đã dặn cái gì không? Nhớ, thiếu niên áo bào xanh thở dài nói, sư phụ dặn ba chuyện. Nam nhân áo bào trắng hỏi, ba chuyện gì? Mặc dù thiếu niên áo bào xanh có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là há mồm nói ra. Thứ nhất, không được tùy ý tổn thương đến người hay vật. Thứ hai, không được tiết lộ thân phận và xuất thân của mình cho bất kỳ người phàm tục nào. Thứ ba, nói tới đây, hắn bỗng nhiên ngừng lại, cũng không biết là do không nhớ rõ, hay là đang giả bộ. Nam nhân áo bào trắng chừng đối phương một cái, nhẹ giọng quát lên, thứ ba, không được thấy chết mà không cứu đối với người phàm tục bị nạn. Diệp sư đệ, người chính là bị sư môn và phụ mẫu làm hư, nên mới có cái nhân tính thờ ơ, không hề có chút lòng thương hại này. Diệp sư huynh, ta biết sai rồi, người không cần mắng ác đến vậy đâu. Thiếu niên áo bào xanh rất bất mãn, nói. Hừ, người khác nuông chiều ngươi, nhưng ta lại không nuông chiều cái tính xấu này của ngươi. Nam nhân áo bào trắng lộ vẻ phiền chán trong ánh mắt, lạnh giọng nói, ngươi đi lên đảo chờ ta trước đi, không có sự đồng ý của ta, không được tự tiện rời đảo. Không phải chứ, lỡ mà người trên đảo gây bất lợi cho ta thì sao, ta cũng không được phản kháng luôn à. Thiếu niên áo bào xanh lộ ra ánh mắt sợ hãi, Diệp sư huynh. Hay là ta đi cùng với ngươi nha, như vậy cũng có thể học được một vài thứ.
Nam nhân áo bào trắng lạnh nhạt cự tuyệt, thuyền cứu nạn ở đây, nói rõ nhiều khả năng là có thuyền gặp nạn, ta muốn qua đó điều tra thử một chút. Lần trước sự việc ngươi hành hạ người phàm tục đến chết còn chưa kết thúc, ngươi đi cùng, chỉ sẽ làm hỏng việc. Diệp sư huynh, ngươi nói ta như vậy thì hơi quá rồi. Thiếu niên áo bào xanh rất là bi phẫn, ta chỉ là nhất thời lỡ tay, cũng không phải là cố ý giết người, chưa kể sư phụ đã phạt ta, ngươi không cần ngày nào cũng lấy cái chuyện này nói với ta. Cùng lắm thì, lần này tìm được những người đó, ta không dùng bất kỳ linh khí hay tiên thuật là được chứ gì. Ta chẳng thèm nói ngươi nữa, chỉ là muốn khuyên ngươi một câu, đừng quá tự đại. Nam nhân áo bào trắng lạnh nhạt nói, giới trần tục gần đây có dấu hiệu linh khí thức tỉnh, hơn nữa thường có người mang thiên phú dị bẩm, không phải nơi mà ngươi muốn làm gì thì làm. Cát, nam nhân áo bào xanh phản bác, linh khí giới trần tục thưa thớt và mờ mịt như không có. Có thể ra người mang thiên phú dị bẩm gì chứ, toàn là lão bất tử hơn trăm năm, nghe nói trường sinh chủ lần này cũng đã hơn trăm tuổi, cũng không biết sư phụ nhìn chúng cái gì từ lão già này. Nam nhân áo bào trắng phản bác, sư phụ cũng hơn trăm tuổi, ngươi là muốn nói lão nhân gia cũng là lão già à? Chương 2362, Lương Bắc Thần. Tất nhiên là không phải vậy rồi. Sắc mặt của nam nhân áo bào xanh ngạo nghễ. Sư phụ chính là một nhân kiệt tuyệt thế trăm năm khó có một, giới trần tục không có ai có thể so bì với lão nhân gia. Được rồi, nam nhân áo bào trắng hơi mất kiên nhẫn, ta không rảnh ở đây nói nhảm với ngươi nữa, ta đi cứu người, thuận tiện điều tra thử ngọn nguồn của âm cực hoàn này, ngươi tự thu xếp ổn thỏa, nếu như ta làm xong việc ở trên đảo mà chưa thấy ngươi, vậy ngươi cứ chờ sư phụ phạt thêm mấy tội đi. Dứt lời, chỉ thấy nam nhân áo bào trắng trưởng xuống dưới. Thuyền cứu nạn đó liền nhanh chóng di chuyển, hắn lái nó trên biển, đi về phía trước với tốc độ cực nhanh. Nam nhân áo bào xanh nhảy về bè trúc, tâm tình rất là khó chịu, tự nhủ, không phải chỉ lớn hơn ta vài tuổi thôi sao, còn bày đặt ra vẻ sư huynh dạy đời ta, khó khăn lắm mới ra ngoài một lần, không thỏa thích vui chơi, tu này tiên nọ thì có ý gì hay chứ. Sau đó lại tự lẩm bẩm, cũng không hiểu sao sư phụ lại có suy nghĩ đến giới trần tục tìm hạt giống tu tiên. Linh khí ở đây sớm đã suy kiệt đến nỗi không còn thừa lại bao nhiêu, sao có thể tu tiên giả chứ, phỏng chừng là ngay cả một tên luyện khí kỳ cũng không tìm được. Tên trường sinh chủ gì đó chỉ đơn thuần là dùng chút thủ đoạn tà môn ngoại đạo để mình sống lâu một chút mà thôi, còn về cái tên âm hậu gì đó, phỏng chừng cũng là có tiếng mà không có miếng. Chán quá đi, ngay cả một người có thể chơi với ta cũng không có. Trong lúc nói, ánh mắt của nam nhân áo bào xanh bỗng nhiên ngưng trọng. Phát hiện xa xa vậy mà có một tấm nệm trôi tới, tốc độ so với bè trúc của hắn chỉ nhanh hơn chứ không chậm. Phải biết bè trúc này của hắn sở dĩ không cần trang bị động lực mà vẫn có thể ở trên biển, chính là do hắn tiêu hao linh khí của mình để điều khiển nó. Có chút thú vị, lẽ nào nhanh như vậy liền gặp phải đồng đạo tu tiên rồi sao? Trên mặt nam nhân áo bào xanh lộ ra vẻ tươi cười, lập tức thôi động bè trúc nhanh chóng tiếp cận tấm nệm đó. Có một nam nhân tướng tá thường thường không có gì đặc biệt nằm trên tấm nệm, dường như đã ngất đi, bên cạnh đó còn có một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp như thiên tiên, vóc dáng và gương mặt kia, xác thực là cực phẩm hiếm thấy. Còn những thứ còn lại, cũng không biết có tính là người hay không, giống như mới vừa từ trong mỏ dầu chui ra, khắp toàn thân đều đen như mực, hình như còn đang không ngừng hòa tan. Mỹ nữ, cần giúp đỡ không? Nam nhân áo bào xanh thân thể như ngọc. Vén mũ trùm che trên đầu lên, lộ ra nụ cười khá là mê người. Nữ nhân đẹp như thiên tiên này chính là A Cửu, vài phút trước nàng mới cứu một người từ trên biển, một người khắp toàn thân đều bị chất nhầy màu đen bao phủ, trông như sô-cô-la sắp tan ra, đã nghiêm trọng không ra hình người. Ngay lúc nàng đang nghĩ cách làm sao cứu người này, xa xa có một bè trúc trôi đến, trên bè có một thiếu niên mặc áo bào xanh đang đứng đấy, cười râm rê, nói với nàng. Sao trên biển lại có nhiều quái nhân đến vậy? Trong lòng A Cửu nghi hoặc không thôi, nhưng cũng không thèm để ý đến người xa lạ này. Này, ta đang nói với người đó. Thiếu niên áo bào xanh chưa nhận được lời đáp của A Cửu, trong lòng hơi khó chịu, mỹ nữ, đây chính là cơ hội ngàn năm có một của ngươi, đừng có bỏ lỡ. A Cửu thực sự có chút cạn lời, làm sao ở biển này luôn có khả năng gặp phải loại đồ đần tự cho mình là tốt lành như thế này cơ chứ? Xin lỗi, ta không quen ngươi, không thấy ta đang bận à? Ngươi khỏi cần bận, tên đó đã bị âm cực hoàn phản phệ. Thiếu niên áo bào xanh cười đắc ý, chỉ vào người khắp toàn thân như bị thoa dầu,
bóng ma đã thẩm thấu thân thể cả trong lẫn ngoài của hắn rồi, đã hết thuốc chữa, không bằng trực tiếp giết, giải thoát cho hắn. A Cửu cũng đoán được người này có thể là bị ô nhiễm bởi âm cực hoàn, chỉ là không ngờ rằng thiếu niên trước mắt này thế mà cũng có thể nhìn thấu, không khỏi hỏi, ngươi là ai? Ta tên Lương Bắc Thần, là một tu tiên giả. Thiếu niên áo bào xanh cười đắc ý, nói ta thấy tư chất của ngươi không tệ, làm nữ nhân của ta, như thế nào? Ta có thể để ngươi trường sinh bất lão, mãi mãi trẻ đẹp. Hạ Thiên đang ngủ, vào lúc này mở mắt ra, rất là khó chịu, nói, đồ đần nhà ngươi đang tìm đường chết, đúng không? Dám ngó ngàng đến người đàn bà của ta. Đây là người đàn bà của ngươi. Thiếu niên áo bào xanh đánh giá Hạ Thiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối, đáng tiếc, ngươi không xứng với người phụ nữ này. Có điều, ngày hôm nay ngươi có thể gặp được ta, cũng là phúc phận của ngươi. Như vậy đi, bổn công tử cũng lười tốn thời gian với ngươi. Dứt lời, hắn tiện tay tháo một túi gấm treo ở bên hông, ném tới trước mặt Hạ Thiên, đồ vật trong đó, tùy tiện bán một cái, liền có thể cho ngươi không lo ăn uống cả đời, nữ nhân này bây giờ thuộc về ta. Hạ Thiên ngồi dậy, lười biếng nhìn thiếu niên áo bào xanh một cái, đồ đần nhà ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Nhất định phải để ta động thủ, vậy ngươi muốn trở thành thái giám hay là người chết? Phách lối thật đấy, thiếu niên áo bào xanh cười nhạo không ngớt đối với phản ứng của Hạ Thiên, cơ mà, ta khuyên ngươi tốt nhất là thu túi gấm đó, sau đó đời đời truyền xuống như đồ gia truyền. Còn nữ nhân này ta muốn, nhìn sắc đẹp của nàng cũng miễn cưỡng có thể làm hầu gái bên người ta. Không biết nói chuyện thì cút xa một chút, đừng ở chỗ này rước họa vào thân, bằng không tự gánh lấy hậu quả. A Cửu nghe vậy, tâm tình khá là phức tạp, trước đây xuất thân của nàng không tốt. Là một cô nhi không cha không mẹ, sau khi được Âm Y Môn điều đi làm thị nữ của Y Tiểu Âm, mặc dù Y Tiểu Âm đối xử với nàng như tỉ muội, nhưng dù sao địa vị xa cách, trong lòng nàng không hẳn là không có tí khúc mắc nào. Người trước mắt này lại tỏ thái độ vinh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng, bảo nàng làm hầu gái bên người, điều này khiến nàng cực kỳ khó chịu. Dám nói với ta chứ cút, người đây là đang tìm đường chết. Thiếu niên áo bào xanh biến sắc. Trong mắt tràn đầy sát khí, còn chưa dứt lời, cả người liền đến trước người A Cửu, trong hư không lấy ra một thanh trường kiếm, dứt khoát bổ về phía cái cổ trắng nõn của A Cửu. Nguy rồi, A Cửu sợ hãi cả kinh, hoàn toàn không ngờ rằng người này lại đột nhiên trở mặt, hơn nữa thân thủ nhanh như tia chớp, căn bản không cho nàng thời gian phản ứng. Phốc, hàn quang thu liễm, máu bắn tung tóe. Chương 2363, thần thông pháp thuật. Thiếu niên áo bào xanh kinh ngạc, cúi đầu muốn nhìn thử vị trí xuất huyết, nhưng kết quả thì trái lại, vết thương bị kéo rách, càng chảy máu nhiều hơn. Vừa nãy hắn rút kiếm bổ về phía nữ nhân kia, mặc dù cũng không có ý định muốn lấy mạng của nàng, nhưng mà một chút ý nghĩ giáo huấn vẫn là phải có. Chỉ là, hắn hoàn toàn không cách nào chấp nhận kết quả này, thậm chí nằm ngoài phạm trù lý giải của hắn, nửa ngày còn chưa hoàn hồn. Mặc dù hắn tự nhận kiếm pháp của mình không phải là đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng là khoái kiếm khách có số má trong giới, một cái tát tuyệt đối không thể ngăn cản một kiếm của hắn. Một kiếm ban nãy của hắn, chỉ dùng 3 phần 10 công lực, đây cũng không phải là hắn xem thường A Cửu, mà là hắn cảm thấy 3 phần 10 công lực này đã đủ, trước mắt không ai có thể ngăn cản. Trên thực tế, kiếm quang lóe lên, cuối cùng người trúng kiếm lại là chính hắn. Chuyện này để hắn không thể nào tiếp nhận được. Thậm chí thiếu niên áo bào xanh không nhìn thấy rõ kiếm quang xoay chuyển như thế nào, và bằng cách nào mà nó bổ tới cổ của hắn. Nếu như không phải thời điểm hắn ra ngoài, sư phụ cho hắn một đạo linh khí hộ thân, thì lúc này đây đầu của hắn đã lìa khỏi cổ. Đây là, máu, thiếu niên áo bào xanh duỗi tay sờ sờ cái cổ, lại nhìn thử bàn tay quả nhiên đầy máu tươi, trong ánh mắt bừng bừng sát khí, ngày hôm nay, hai người các ngươi tuyệt đối chết chắc. A Cửu cảm thấy người trước mắt có chút cổ quái, quay đầu nhẹ giọng hỏi Hạ Thiên, người này bị sao thế? Là một tu tiên giả, nhưng mà tu vi không cao, ngay cả kim đan cũng chưa tới. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có điều, bên ngoài thân thể của hắn có một tầng linh khí bảo hộ, hẳn là do một tu tiên giả nguyên anh hậu kỳ gia trì dùng. Thiếu niên áo bào xanh nghe Hạ Thiên nói, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, xem ra các ngươi cũng là tu tiên giả. Không biết hai vị đồng đạo là ở môn phái hay động thiên nào. Chúng ta không môn không phái, không có động thiên gì cả. Hạ Thiên lười biếng trả lời một câu, và cũng không phải là đồng đạo của ngươi, đừng nghĩ thấy sang bắt quàng làm họ.
Thì ra là tán tu à, sư phụ dạy ta, nói là tán tu không dễ, cần đối xử tử tế. Thiếu niên áo bào xanh giọng điệu trào phúng, nói, như vậy đi, chuyện ngày hôm nay coi như là một hiểu lầm. Bổn công tử có thể đặc cách thu nữ nhân này làm thị thiếp, truyền cho nàng bí pháp song tu thượng đẳng. Về phần ngươi, thấp hơn một bậc, ta có thể tiến cử ngươi gia nhập Vạn Lung Động Thiên bọn ta, từ đó đi vào tiểu tiên giới, để tránh ở giới trần tục linh khí mỏng manh này, lãng phí thời gian. Vạn Lung Động Thiên, tiểu tiên giới, là cái gì? A Cửu nghe hai từ vô cùng xa lạ này, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, đầu óc của tên này có vấn đề không vậy? Hạ Thiên cười hì hì, khẳng định là có vấn đề, bởi vì hắn căn bản là không có đầu óc. Đừng có cho thể diện mà không cần. Thiếu niên áo bào xanh biến sắc mặt, lạnh lùng nói, một tán tu nho nhỏ thôi, nghĩ mình lợi hại tới cỡ nào, ở trước mặt Vạn Lung Động Thiên, các ngươi cũng chỉ là run rế. Nếu như không phải bổn công tử rảnh rỗi, sớm đã tiện tay giết các ngươi rồi, làm sao lại ở đây nói nhảm với các ngươi ở đây. Còn không mau quỳ tạ, còn chậm chạp nữa, bổn công tử một khi không vui, các ngươi sẽ phải chết tại đây. Vừa hay bọn ta cũng lười nói nhảm với ngươi. A Cửu khó chịu chừng thiếu niên áo bào xanh này một cái, không cần biết ngươi là ai và từ đâu mà tới, hiện tại cút về vẫn còn kịp, nếu không thì, người chết ở đây, chỉ có thể là ngươi. Quả nhiên không biết trời cao đất rộng, một chút tiểu thủ thuật liền thật cho rằng mình là tu tiên giả rồi hả? Thiếu niên áo bào xanh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay tung một chiêu, bỗng dưng cả bãi biển cuốn lên những cơn sóng thần cao ngàn trượng, từ bốn phương tám hướng lao tới. Đây chính là thần thông pháp thuật sao? A Cửu nhìn thấy tình cảnh này đích thật là bị dọa sợ hết hồn, loại thủ đoạn này nàng quả thật là lần đầu tiên gặp. Sự tồn tại của tu tiên giả, nàng đã sớm biết, thậm chí nhờ sự giúp đỡ của Hạ Thiên, trực tiếp có tu vi trúc cơ kỳ viên mãn, nhưng mà vẫn không có cảm nhận rõ rệt nào cả, căn nguyên đó chính là nàng chỉ có tu vi, nhưng lại không có thần thông pháp thuật tương ứng, giống như là có núi vàng nhưng lại không có chìa khóa mở cửa núi. Về phần Hạ Thiên, khi xưa tu vi cao nhất đạt đến độ kiếp kỳ, linh khí bên trong thân thể tự thành chu thiên, có thể nói liên miên không dứt. Nhưng mà hắn đối với cái gọi là thần thông pháp thuật, cũng không có hứng thú quá lớn, cảm thấy màu mè hoa lá hẹ, khi đánh nhau hoàn toàn không đã nghiền, nên lười đi học. Hạ Thiên nhìn thấy tình hình như vậy, cũng không có phản ứng quá lớn, loại trò khỉ này, chỉ được cái mã bên ngoài. Đây hẳn không phải là ảo giác, đúng không? A Cửu có chút lo lắng hỏi. Hạ Thiên lắc đầu, không phải, nhưng cũng không cần lo lắng. Cửu nha đầu, lấy thực lực hiện giờ của nàng, loại tình cảnh này kỳ thực cũng không làm gì được nàng. Có đúng không, tại sao ta không có chút cảm giác nào thế? A Cửu cũng không cảm thấy mình là tu tiên giả, mà trái lại còn cảm thấy khung cảnh này hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của nàng, chàng có cách gì thì mau dùng đi, ta cũng không muốn bị chết đuối bởi nước biển. Thật ra có một phương pháp cực kỳ đơn giản. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, tiện tay chỉ thiếu niên áo bào xanh kia, dù là thần thông pháp thuật gì, chung quy là phải có người điều khiển, chỉ cần giết chết người này, tất cả vấn đề dĩ nhiên sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. A Cửu cảm thấy lời này rất có lý, sau đó nhún người nhảy một cái, chạy tới chỗ thiếu niên áo bào xanh. Chương 2364, hắn không phải là người, còn muốn so võ công với ta hả? Thiếu niên áo bào xanh nhếch miệng cười nhạo. Liền đem kiếm còn vỏ, bày ra một thức mở đầu, thế thì để cho ngươi mở mang sự đáng sợ của Vạn Lung Động Thiên. Trước đây, thân thủ của A Cửu cũng không tệ, chỉ là sức mạnh chưa đủ, hiện tại trải qua tẩy tủy của Hạ Thiên, quyền cước đã vượt xa quá khứ. Chỉ là, thiếu niên áo bào xanh ở trước mặt lại như thể là độc vị, có thể ở thời điểm mấu chốt né tránh công kích của A Cửu. Tốc độ và sức mạnh khá ấn tượng, thiếu niên áo bào xanh tựa hồ nảy sinh hứng thú. Đánh rất cao hứng, còn thuận miệng bình phẩm đôi lời, tiếc là quyền cước không có chương pháp gì, xem ra ngươi quả thật không có môn phái truyền thừa. Bổn công tử hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nguyện ý làm thị thiếp của ta không? Ta làm con mẹ ngươi. A Cửu không nuốt trôi cục tức, chửi một câu. Thiếu niên áo bào xanh cũng hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, không khỏi phỉ nhổ tiên sư nó, không biết tốt xấu, vậy ngươi đi chết đi. Ngươi mới đi chết thì có. A Cửu vừa dứt lời, bỗng dưng cảm thấy thân thể căng lên, tựa hồ không nhúc nhích được nữa. Lúc này, cơn sóng thần đã đến trước mặt bọn họ, hóa thành hơn 10 con rồng nước khổng lồ, đột nhiên oanh tới. Oanh! Dòng nước bắn lên, vài giây sau biển cả lại yên tĩnh trở lại,
mà Hạ Thiên và A Cửu, cùng với tấm nệm và người bí ẩn bị âm cực hoàn gieo họa đến nỗi sống không bằng chết đều không thấy bóng dáng đâu. Ha ha, thống khoái, coi như có chút hả hê. Thiếu niên áo bào xanh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vỗ tay cười đến mức cong cả eo, dám thách thức Lương Bắc thần ta, quả thực là điếc không sợ súng, chỉ là đáng tiếc nữ nhân kia, xác thực là cực phẩm hiếm thấy ở giới trần tục. Ngươi mới là kẻ điếc không sợ súng. Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên giữa không trung. Thiếu niên áo bào xanh nghe được âm thanh này, sắc mặt phút chốc liền trắng bệch, quay đầu nhìn lại, phát hiện không biết từ lúc nào mà Hạ Thiên với A Cửu đã xuất hiện ở trên bè trúc của hắn, thậm chí người bị âm cực hoàn phản phệ cũng ở đấy. Làm sao các ngươi có thể trốn thoát khỏi tứ tượng thủy long thuật của ta được? Thiếu niên áo bào xanh chỉ vào Hạ Thiên, kinh ngạc không thôi, hỏi, pháp thuật của ta hẳn là không có sơ hở mới đúng, ngươi trốn thoát bằng cách nào? Căn bản không cần sơ hở gì. Hạ Thiên lười biếng nói, dù là pháp thuật hay là trận pháp nào, người sử dụng cũng không thể đưa mình vào thế nguy hiểm, cho nên ngươi ở đâu, thì ở đó sẽ không có tí nguy hiểm nào. Đạo lý này chẳng phải rất dễ hiểu sao, chỉ có đồ đần mới không biết. Mặt của A Cửu hơi đỏ lên, tên lưu manh đáng chết này rõ ràng là cũng đang âm thầm châm biếm nàng một trận. Ngươi tuyệt đối không phải là một tán tu đơn giản, thiếu niên áo bào xanh lúc này cũng coi trọng Hạ Thiên, nói đi. Sư thừa môn phái của ngươi rốt cuộc là ai hoặc là động thiên nào? Hạ Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói, đã nói rồi, ta không môn không phái, nhưng mà vợ của ta có mấy người quả thật có môn phái. Thần tiên tỷ tỷ còn có vợ nữ hoàng đều là người của Phiêu Miểu Tiên Môn, hơn nữa muội muội chân dài là Nhật Nguyệt Tiên Môn. Phiêu Miểu Tiên Môn, Nhật Nguyệt Tiên Môn, thiếu niên áo bào xanh nhíu chặt lông mày, bất mãn nói, trong nhất tông, hai viện, tam môn, tứ phái. Ngũ động thiên, sáu phúc địa của tiểu tiên giới, căn bản không có hai môn phái này, người rõ ràng là đang giỡn mặt với ta. Hạ Thiên chừng người này một cái, không vui nói, ta nói chính là Tiên Vân Đại Lục, cái gì mà tiểu tiên giới, xưa giờ chưa từng nghe qua, ta còn nghi là đồ đần ngươi đang nói hưu nói vượt. Nếu hai vị đã không muốn thẳng thắn nói với nhau, quên đi. Thiếu niên áo bào xanh chắp tay đứng, lạnh lùng nói, bổn công tử còn có chuyện. Không rảnh ở đây nói nhảm với các ngươi, lần này sẽ tha các ngươi một mạng, các ngươi đi đi. A Cửu giận quá hóa cười, bực bội nói, ngươi nói cái quái gì thế, rốt cuộc là trí nhớ của ngươi không tốt, hay là đầu óc có vấn đề, mới vừa nãy còn muốn đánh muốn giết bọn ta, bây giờ thì lại nói tha bọn ta một mạng, thật coi bọn ta là Bồ Tát bùn dễ ức hiếp à. Làm nào, lẽ nào ngươi còn dám ra tay với ta hay sao? Thiếu niên áo bào xanh hừ lạnh một tiếng. Ta chính là đệ tử của Vãn Lung Động Thiên, dù cho các ngươi dám có một tí bất kính với ta, các ngươi và cả gia tộc của các ngươi cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Đùng, có cái gì mà không dám? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, sau đó nhẹ nhàng nhấc chân đạp thiếu niên áo bào xanh. Trong lòng thiếu niên áo bào xanh xem thường không ngớt, tốc độ chậm như vậy, còn muốn đạp trúng bổn công tử, quả thực là nằm mơ giữa ban. Ặc, cái chữ ngày còn chưa nói ra. Thiếu niên áo bào xanh bị vô lê cực mạnh như một trái banh, cả người bay lên trời, chưa tới nửa giây là đã biến mất không còn thấy bóng dáng. A Cửu nhìn bầu trời đen kịt và mặt biển, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm giác mệt mỏi, nhíu mày nhìn người bị âm cực hoàn ô nhiễm đến nỗi không ra hình người, không khỏi hỏi xử lý tên này như thế nào đây. Cửu nha đầu, nàng quản hắn làm gì, trực tiếp vứt xuống biển là xong. Hạ Thiên hứng hờ nói. Nói bậy, hắn còn chưa có chết mà. A Cửu cũng là bác sĩ, đương nhiên biết tiếng tim đập và hô hấp của người nọ dù yếu ớt, nhưng còn chưa tới mức ngừng, nàng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, nếu ngươi có thể cứu hắn, thì cứu hắn đi, nói thế nào cũng là một sinh mạng. Lúc này, Hạ Thiên đáp lại, Cửu nha đầu, hắn không cần cứu, cứu hắn là đang hại hắn. Là sao? A Cửu không hiểu. Bởi vì hắn đã không phải là người. Chương 2365, cùng lắm thì đánh bay tên này luôn là được. Người đó bỗng nhiên vừa nhảy vừa kêu ở trên bè trúc, âm thanh thê lương, động tác quỷ dị. A Cửu không nhìn được nói với Hạ Thiên, trước mặc kệ hắn có phải là người hay không, chí ít giúp hắn không thống khổ đi. Bây giờ hắn hẳn là không cảm nhận được gì hết. Hạ Thiên thuận miệng nói, cho dù là thống khổ, vui sướng hay là những cảm xúc khác, đã không còn tồn tại ở trên người hắn. Vô lý, nếu mà không thống khổ, hắn cần gì kêu thảm như thế chứ? A Cửu cảm thấy logic của Hạ Thiên có vấn đề, hơn nữa chàng nghiên cứu triết học từ bao giờ vậy?
Triết học, đó là cái gì? Hạ Thiên lại cảm thấy A Cửu có vấn đề, Cửu nha đầu, nàng cũng không phải chỉ vì thống khổ mới kêu, có đôi khi cao hứng sẽ kêu, hưng phấn cũng sẽ kêu, nàng hẳn phải biết chứ, lúc buổi tối. Chàng im miệng, ta không biết. A Cửu nhìn Hạ Thiên chòng chọc, lưu manh chết bầm này đúng là chưa đàng hoàng được hai câu là đã bắt đầu ba hoa cái miệng, mau, châm pháp của ta không có hiệu quả với hắn, chàng đi để hắn. Yên tĩnh một chút đi. Hạ Thiên vẫn nghe lời A Cửu, tiện tay đâm tên quái vật miễn cưỡng coi là người ấy một châm. Quái vật kia quả nhiên yên tĩnh hẳn, không kêu cũng không nhảy nhót, chỉ là sụi lơ trên bè trúc, nhìn bầu trời đen kịt. Dần dần, bóng ma màu đen trên người hắn biến mất, như là thủy triều rút, chậm rãi co rút vào trong thân thể của hắn, lộ ra diện mạo thật, chỉ có điều thân thể bên ngoài vẫn còn sót lại chất nhầy màu đen. A Cửu nhìn mặt của người này, hơi nghi hoặc nói, người này, chúng ta có phải đã gặp ở đâu rồi không? Hẳn là từng gặp, nhưng cũng không quan trọng. Hạ Thiên không phải là không phân biệt được mặt mũi, mà trái lại trí nhớ khá tốt, chỉ là từ trước tới giờ hắn không chú ý nhiều đến những người mà mình không quen biết. Vậy giờ hắn là thứ gì, là người hay là sinh vật gì khác? Còn sống hay đã chết? A Cửu cũng không có xoắn suýt người này là ai, nhưng đối với trạng thái hiện tại của hắn vẫn có chút lo lắng, ta chưa từng thấy loại này. Tình hình này, âm cực hoàn mà bọn họ nói, rốt cuộc là thứ gì, có thể hại người ta thành ra bộ dáng như này, thực sự là có chút kinh khủng. Hạ Thiên tiến lên nhìn người nọ chằm chằm, sau đó đáp lại, âm cực hoàn, trước đây hình như có nghe đại sư phụ nhắc qua, xác thực là tà môn ngoại đạo dùng để hại người. Bình thường mà nói, nó có thể lấy tinh thần và sức lực của người khác, hay còn được gọi là sinh mệnh lực, chuyển sang cho mình sử dụng. Nhưng nếu mà không có đối tượng sử dụng, thứ này sẽ phản vệ lại bản thân, sau đó trực tiếp đi đời. Vậy sao hắn còn chưa chết? A Cửu có chút nghi ngờ, hỏi. Hạ Thiên thuận miệng đáp, do mạng hắn lớn, chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Lời giải thích này của chàng chẳng khác gì chưa nói. A Cửu cảm thấy Hạ Thiên đang nói hưu nói vượt, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại một chút, dường như cũng không có lý do nào khác thích hợp hơn. Hai vị, có nhìn thấy sư đệ của ta đâu không? Lúc này, một người đàn ông áo bào trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Hạ Thiên và A Cửu trước mặt, nhẹ giọng hỏi. A Cửu dùng mình, cảm thấy trên người người này có cỗ khí tức sâu không lường được, theo bản năng hỏi một câu, sư đệ của ngươi dung mạo ra sao? Là một thiếu niên 16-17 tuổi, mặc ngoại bào màu xanh, mày kiếm. Dứt lời, người đàn ông áo bào trắng cúi đầu nhìn bè trúc, và cũng ngồi trên bè trúc, hai vị có gặp qua không? Quả nhiên là tiểu tử đó. A Cửu lập tức nghĩ tới thiếu niên áo bào xanh vừa bị Hạ Thiên đá bay, xem ra tiểu tử ấy cũng không phải đơn thương độc mã, và thực lực của người trước mắt hiển nhiên còn mạnh hơn tiểu tử ban nãy nhiều, lần này có chút khó giải quyết. Căn cứ theo nguyên tắc tránh voi chẳng xấu mặt nào, A Cửu định tường thuật lại trước một phen, lừa người này rời đi trước rồi tính sau, xin lỗi, bọn ta cũng không có thấy sư đệ của. Ngươi nói tên ngu ngốc ấy à, hắn bị ta đạp bay rồi. Hạ Thiên lười biếng đưa tay chỉ một phương hướng, ngươi đi tìm theo phía này, phỏng chừng vẫn còn có thể tìm thấy, về phần chết hay chưa, vậy thì phải xem mạng của hắn có lớn hay không đã. A Cửu quay đầu lại chừng Hạ Thiên một cái, thấp giọng nói, ngươi có thể đừng nói chuyện được không? Nhất định phải rước họa cho bằng được thật à? Cửu nha đầu, chuyện này có phiền toái gì đâu. Hạ Thiên rất phản bác nói, cùng lắm thì đánh bay tên này luôn là được. A Cửu triệt để bó tay, đây chính là logic làm việc của Hạ Thiên, mặc dù nghe có vẻ đúng, nhưng trên thực tế hoàn toàn là đang cãi chảy cãi cối. Trong cuộc sống, ai cũng sẽ giống như một trẻ trâu thừa hormone, thích đánh bay ai thì đánh. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ánh mắt của người đàn ông áo bào trắng ngưng trọng, một luồng khí thế khổng lồ lập tức tỏa ra, giống như Thái Sơn đè đầu phủ kín Hạ Thiên và A Cửu ở trong đó. Chẳng phải ngươi đã nghe rất rõ rồi sao, còn giả điên giả khùng ở đây để chi? Hạ Thiên vẫn là thần thái hứng hờ, cười hì hì nói, sư đệ của ngươi đã bị ta đá một cước thành thái giám, nếu ngươi chậm thêm chút nữa, phỏng chừng hắn còn có thể biến thành người chết. Chương 2366. Thế giới này không đơn giản như chàng nói. Người đàn ông áo bào trắng đương nhiên không tin lời của Hạ Thiên, dưới cái nhìn của hắn, Hạ Thiên cũng chỉ là một người bình thường, dáng dấp thường thường không có đặc biệt, trên người cũng không có ba động linh khí, mà trái lại người phụ nữ bên cạnh hắn hơi giống tu tiên giả, nhưng cũng chỉ là hơi giống mà thôi. Tu tiên giả chân chính, mỗi ngày đều phải thổ nạp linh khí,
trên người sẽ không tự chủ được hiện ra một luồng khí chất đặc biệt, còn hay được gọi là phong thái tiên nhân. Lương Bắc Thần là đệ tử kiệt xuất nhất của thế hệ mới trong môn phái, tuổi còn nhỏ mà đã là trúc cơ, có thể nói là tiền đồ vô lượng, làm sao có thể ở giới trần tục bị một người bình thường đạp bay được, tiểu tử trước mặt 100% là đang khoác lác. Chỉ là người đàn ông áo bào trắng nghe lời này của Hạ Thiên cảm thấy hơi khó chịu, lần đầu gặp phải người phàm tục thiếu tỉnh táo tới vậy, thế mà dám dùng loại giọng điệu này đi nói chuyện với hắn. Suy đi nghĩ lại, chính là bởi vì đối phương là người bình thường trong giới trần tục, nên mới lỗ mãng như vậy, không biết trời cao đất rộng, hắn đường đường là một tu tiên giả, vậy mà nổi giận với phàm nhân, cũng là có chút ấu trí. Lúc này, A Cửu cũng nói một câu, hắn cũng không phải cố ý. Là sư đệ của ngươi khiêu khích bọn ta trước. Ta chính là cố ý. Hạ Thiên lười biếng nói, dám đùa giỡn vợ của ta, hoặc là biến thành thái giám hoặc là trở thành người chết, không có bất kỳ ngoại lệ. Ánh mắt của người đàn ông áo bào trắng lạnh lùng nhìn Hạ Thiên nửa ngày, bỗng nhiên suy cười một tiếng, tự nhủ ta cũng không phân bì với đám người phàm tục các ngươi làm chi, lương sư đệ đích thị là bướng bỉnh, chạy đi đâu đó kiếm chuyện nữa rồi. Dứt lời, hắn nhún người nhảy một cái. Hóa thành một vệt cầu vồng trốn tới phương xa, chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy tăm hơi. Xem ra người này rất lợi hại, thế mà có thể phi hành. A Cửu nhìn phương hướng mà người đàn ông áo bào trắng đã đi xa, có chút ít hâm mộ, nói. Hạ Thiên bĩu môi, phản bác nói, cái này thì có gì mà ghê gớm chứ, ta cũng có thể mà. Chàng có thể, nhưng mà phương thức phi hành của chàng chẳng đẹp mắt chút nào. A Cửu hơi ghét bỏ nói. Bay là bay, muốn đẹp mắt làm gì? Hạ Thiên có chút khó hiểu, chỉ cần tốc độ nhanh là được. A Cửu cảm thấy trai thẳng chính là trai thẳng, hoàn toàn không hiểu điểm mấu chốt, phỉ nhổ nói đến thế rồi mà chàng cũng không hiểu. Kỳ thực nàng muốn bay đẹp cũng được. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, nói tiếp, trong Phiêu Miểu Thiên Môn thì có mấy loại thân pháp trông rất màu mè, bên chỗ muội muội chân dài cũng có chỉ xích thiên nhai, nếu nàng thích, ta có thể dạy nàng. A Cửu quả thật động tâm một hai giây, nhưng rất nhanh liền mất hứng, hay là nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt trước đi đã, ở biển cả thênh thang này, chúng ta ngồi trên bè trúc nát này thì trôi đến lúc nào. Cửu nha đầu, cái vấn đề này nàng càng khỏi phải lo. Hạ Thiên cười hì hì nói, rất nhanh sẽ có người tới đón chúng ta. Lẽ nào chàng đã sắp đặt từ trước? A Cửu khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, cái này không giống tác phong trước giờ của chàng cho lắm. Hạ Thiên lắc đầu, ta không có sắp đặt, nhưng mà người khác thì lại có. Ai cơ, A Cửu hỏi ngược lại, đừng bảo chàng nghĩ rằng Ứng Hiểu Nguyệt sẽ quan tâm chàng đến vậy nha. Nàng ta không phải quan tâm ta, mà là quan tâm bản thân nàng ta. Hạ Thiên lười biếng nằm ở trên bè trúc, không có ta, bọn họ nhất định sẽ chết rất thảm khi đi đảo Sương Nguyệt kia. Chàng lại chưa từng đi đảo Sương Nguyệt, làm sao chàng biết bọn họ sẽ chết ở trên đảo đó. A Cửu cảm thấy trong lời nói của Hạ Thiên dường như có chút thâm ý, không khỏi hỏi tiếp. Cửu nha đầu, nàng đần thật đấy. Vẻ mặt của Hạ Thiên nghiêm túc giải thích, bọn họ vừa đần lại yếu, dù đi đâu cũng là đi chịu chết, chớ nói chi là đảo kia còn là tổng bộ âm y môn của các nàng. Mặc dù ta chưa từng thấy âm hậu gì đó, nhưng nếu dễ đối phó như vậy, thì sao nữ nhân kia lại khiến cho mọi chuyện trở nên phiền phức như vậy được, vợ y cũng sẽ không ẩn núp mà không dám lộ diện. A Cửu cười hỏi, chàng cảm thấy phiền phức à? Quá phiền, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, kỳ thực vợ y cũng không cần ẩn núp, chỉ cần mang ta đi tới đảo Sương Nguyệt đó, trực tiếp giết chết âm hậu là được chứ gì? Thế giới cũng không đơn giản như chàng nói. A Cửu thở dài một tiếng, chàng có thể muốn làm gì thì làm như thế, đó là bởi vì chàng chưa trải qua cái gì cả, chàng vừa sinh ra liền. Liền đã vô địch thiên hạ rồi. Trong khi đó có vài người từ lúc nhỏ đã sống trong địa ngục, hao hết tâm cơ, dùng đủ mọi cách, mới bỏ tới nhân gian. Cho nên, tỷ ấy cực kỳ quý trọng thế gian này, cũng sợ mất đi phần yên bình đó. Thận trọng là đúng, cẩn thận cũng không sai, vì để sống một cách tự do, nên tỷ ấy đã gánh vác quá nhiều thứ, chàng cảm thấy phiền phức, ta lại cảm thấy còn chưa tới mức phiền phức, bởi vì sai một bước chính là vạn kiếp bất phục. Cửu nha đầu, thế giới cũng không phức tạp như nàng tưởng tượng đâu. Hạ Thiên đưa tay ôm eo nhỏ của A Cửu, hơn nữa, hiện tại các nàng là vợ của ta, căn bản không cần lo lắng bất kỳ chuyện gì cả. Có phiền toái gì, chỉ cần nói cho ta biết, ta khẳng định sẽ giúp các nàng giải quyết. Vợ y thì lại quá tách biệt, có chuyện gì cũng muốn tự mình đi giải quyết,
không có coi ta là chồng. Đây là vấn đề của ai hả? A Cửu không vui nói, nếu không phải trước đây chàng để lại ám ảnh cho y tỷ tỷ, thì sao mà tỷ ấy lại xa cách chàng như thế? Lúc này, xa xa bỗng nhiên vang lên tiếng còi hơi của cano. Chương 2367, Y Tiểu Âm cũng tới. Đâu đó trên biển, Tiêu Đảo chạm canh gác cho một đảo lớn hoặc quần thể đảo. Một cô gái xinh đẹp có dung mạo có thể nói là tuyệt sắc đứng ở trên vách đá treo leo, đôi mắt đẹp nhìn về phương xa, sắc mặt dường như có phần sầu lo và mê muội. Cô gái này chính là Y Tiểu Âm, nàng đến hòn đảo nhỏ này đã được mấy ngày. Không lâu sau đó, phía sau nàng xuất hiện một nữ nhân trung niên tóc dài đến gối, thùy mị nết na, nàng mặc trang phục bó sát người hết sức kỳ lạ, trên mặt cũng trang điểm loè loẹt, nhìn kỹ mới phát hiện không phải là hình xăm, mà là trên mặt xuất hiện vết dạn, sau đó dùng đủ loại kim châm để khâu lại, nhìn khá là kỳ dị. Phong cảnh ở đây quả thật không tệ, lúc nào cũng ngắm không thấy chán. Giọng điệu của nữ nhân tóc dài vô cùng nhẹ nhàng, tựa như là thiếu nữ, không tương xứng với độ tuổi cho lắm. Y Tiểu Âm không nói gì, cũng không quay đầu nhìn người đến, vẫn cứ giữ nguyên tư thế nhìn về phương xa, không nhúc nhích, điều này nói rõ người đến hẳn là người mà nàng tương đối quen thuộc. Cô gái tóc dài nhìn Y Tiểu Âm một cái, rồi cười nói, người của các ngươi còn chưa tới, có phải là đã chết ở trên đường rồi không? Hắn sẽ không chết, cũng không có ai có thể giết chết hắn được. Giọng nói của Y Tiểu Âm có chút nhỏ, nhưng lại có thể khiến người ta nghe thấy rõ ràng, không có trôi theo cơn gió. Ngươi có lòng tin với hắn đến thế cơ à? Nữ nhân tóc dài cười ha hả, ánh mắt lại khá lạnh nhạt, ta càng ngày càng hiếu kỳ, càng ngày càng muốn gặp hắn thử. Lúc này, Y Tiểu Âm mới chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, nặng nề liếc nhìn nữ nhân này một cái, không khỏi thở dài, ta cảm thấy ngươi tốt hơn là đừng gặp hắn, ngươi tuyệt đối sẽ không thích hắn, hắn chính là loại người tự đại tự luyến mà ngươi ghét nhất. Vậy ta càng hiếu kỳ hơn. Nữ nhân tóc dài xoa xoa tóc dài bị sóng biển thổi lên, ngươi lại thích loại người như vậy, còn làm vợ của hắn, rồi còn chia sẻ với người khác. Tiểu Y à, điều này thực sự không giống ngươi. Y Tiểu Âm không biết đã nhớ ra cái gì, khóe miệng hơi cong lên, thản nhiên nói, quả thật không giống ta, nhưng mà con người luôn có thời điểm đánh mất chính mình. Vậy ngươi còn dẫn hắn lên đảo làm chi? Nữ nhân tóc dài có chút khó hiểu, phải biết lên đảo Sương Nguyệt, trên cơ bản hắn sẽ thập tử vô sinh. Người cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Thần sắc trên mặt Y Tiểu Âm vẫn cứ hờ hững, vén lên mái tóc bị gió thổi đến mép miệng, nói tiếp, trước đây ta đích thị là muốn như vậy, cho nên dù đã tiếp nhận âm y môn, nhưng cũng chưa có đi lên đảo Sương Nguyệt để tiếp xúc. Vậy ngươi chịu thiệt nhiều đấy, tinh anh của âm y môn đều ở trên đảo Sương Nguyệt. Nữ nhân tóc dài cười khẽ khanh khách, có chút cười trên nỗi đau của người khác, những đệ tử ngoại môn kia chỉ là máy kiếm tiền không có tình cảm. Chân chính muốn làm thành sự, còn phải dựa vào nhóm thành viên nòng cốt mà âm hậu để lại trên đảo. Ta vừa không muốn thành sự, cũng không muốn kiếm tiền. Y Tiểu Âm lắc đầu. Nữ nhân tóc dài có chút kỳ quái, thế thì năm đó tại sao ngươi vẫn muốn làm môn chủ của âm y môn? Chỉ là không muốn âm y môn bị người khác phá hủy mà thôi. Giọng điệu của Y Tiểu Âm nghiêm túc đáp lại, âm y môn đối với ta, phần nhiều chính là một tưởng niệm, một phần hồi ức. Nữ nhân tóc dài phản bác lắc đầu, người quá cảm tính, không thích hợp làm môn chủ âm y môn, nhưng từ một phương diện khác mà nói, người có thể làm môn chủ âm y môn cũng chỉ có ngươi. Ta sẽ cho là ngươi đang khích lệ ta, Y Tiểu Âm đáp lại. Vốn dĩ chính là khích lệ, nữ nhân tóc dài cười gật đầu, nếu không thì ta cũng sẽ không đến nơi rách nát này, cùng người làm chuyện điên khùng như vậy. Y Tiểu Âm cười cợt, không nói gì. Tiểu tử họ Hạ kia chừng nào sẽ tới đảo? Nữ nhân tóc dài lại hỏi, ngày mai chính là trường sinh hội, đến lúc đó lão môn chủ hẳn là sẽ xuất hiện, bằng vào hai người chúng ta thì không thể ứng phó được. Hẳn là sáng sớm ngày mai sẽ tới thì phải, Y Tiểu Âm cũng không lo lắng chuyện này cho lắm, hắn và A Cửu sẽ ngồi trên thuyền của Ứng Hiểu Nguyệt thuyền để tới đây. Nữ nhân tóc dài cười khẽ hai tiếng ha ha, thế thì chỉ sợ hắn không đến được, nhà đầu Ứng Hiểu Nguyệt đó thật ra đã đến rồi. Đến, lúc nào vậy? Y Tiểu Âm hơi kinh ngạc hỏi. Mới nãy, trong mắt nữ nhân tóc dài ẩn giấu vẻ trêu chọc, mặc dù nàng đã che giấu hành tung, nhưng bên người nàng có tay trong của ta, cho nên vừa bước lên đảo là ta biết ngay. Y Tiểu Âm kỳ quái nhìn nữ nhân tóc dài này một cái, người sắp xếp tay trong ở bên người nàng làm cái gì? Rảnh rỗi thì sắp xếp một người thôi.
Nữ nhân tóc dài không để ý lắm cười cười, nói không chừng một ngày nào đó sẽ cần dùng tới, tỉ như tình huống hôm nay. Đừng bảo ngươi cũng cài nội gián vào bên người ta đấy nha. Y Tiểu Âm có chút hoài nghi, hỏi. Nữ nhân tóc dài chỉ cười hai tiếng, cũng không trả lời, thâm ý trong đó không cần nói cũng biết. May mà Y Tiểu Âm không hề để tâm tới chuyện này, nàng vốn dĩ không có chuyện gì để nói với người ta, cũng không có bí mật gì không thể cho ai biết. Hơn nữa nàng cũng biết nữ nhân trước mắt căn bản không thể nảy sinh ác ý gì với nàng. Đám người Ứng Hiểu Nguyệt tựa hồ cũng không có suy nghĩ đối phó với lão môn chủ, chỉ là muốn bỏ chút tiền, mua vé vào cửa, tiến vào đảo Sương Nguyệt. Nữ nhân tóc dài dùng loại giọng điệu vô cùng tùy ý, nói, ngươi cảm thấy lão môn chủ sẽ thả bọn họ ra khỏi đảo Sương Nguyệt à? Y Tiểu Âm thu hồi lại tầm mắt, quay đầu lại nhìn Tiêu Đảo ở phía sau, thứ mà bọn Ứng Hiểu Nguyệt muốn chỉ là thuật trường sinh của âm hậu, những thứ đồ khác bọn họ cũng không để ý lắm, có thể bỏ tiền mua vé vào cửa, bọn họ cầu còn không được. Bây giờ, thứ mà lão môn chủ muốn chính là trường sinh bất tử, mục tiêu của bọn họ cũng tương đồng với nhau ở một mức độ nào đó. Lão môn chủ cũng không phải là loại người hết mực trung thành với âm hậu, bên trong chuyện này đều là vì lợi ích. Chương 2368 Triệu Thanh Ca, trường sinh, thật sự mê người đến thế sao? Nữ nhân tóc dài than nhẹ hai tiếng, sau đó lại lắc đầu, chúng sinh có mệnh, sinh tử do trời, mọi thứ thuận theo tự nhiên là được, vì sao cứ nhất quyết phải làm những việc nghịch thiên này chứ? Sống quá lâu, kỳ thực cũng không phải là chuyện vui sướng gì cả. Chỉ cần tử vong còn tồn tại, thế thì mộng trường sinh của con người sẽ không bao giờ kết thúc. Y Tiểu Âm hơi nhíu mày, chậm rãi nói, bất kể là đế vương, võ tướng, hay là thường dân bá tánh, đều ao ước một cuộc sống vĩnh hằng, điều này xuất phát từ bản năng của con người, người thật sự có thể xem nhẹ, đích thật là quá ít. Nữ nhân tóc dài cười, hỏi một câu, thế ngươi có muốn trường sinh bất tử không? Vậy ngươi thì sao? Y Tiểu Âm hỏi ngược lại. Bất tử thì thôi, nếu như có thể khôi phục thanh xuân và khuôn mặt đẹp thì đúng thật là có chút sức hấp dẫn đối với ta. Nữ nhân tóc dài sờ sờ lớp son phấn bôi ở trên mặt nhưng không che giấu được nếp nhăn của mình, khuôn mặt này, lúc còn trẻ, có thể mê hoặc cả chúng sinh, hiện tại chỉ có thể mê hoặc một ít tiểu nam nhân chưa từng va chạm xã hội mà thôi. Chưa kể, ngươi không sợ ta dụ dỗ tiểu nam nhân nhà ngươi sao? Ngươi không đủ tư cách lọt vào mắt hắn, Y Tiểu Âm thản nhiên nói. Nữ nhân tóc dài có chút tức giận, trừng mắt nhìn Y Tiểu Âm, chuyện đó thì chưa chắc. Dù sao có vài tiểu nam nhân ưa thích nữ nhân thành thục. Hắn chỉ thích người trẻ và xinh đẹp. Y Tiểu Âm liếc nữ nhân tóc dài một cái, còn về mẫu người giống bà lão như ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không thích. Cát, nữ nhân tóc dài không phục lắm, thế chờ tiểu nam nhân của ngươi đến, xem ta có dụ dỗ được hắn để ngươi hối hận hay không. Y Tiểu Âm lập tức phán đoán phản ứng mà Hạ Thiên sẽ làm, theo bản năng nở nụ cười, vậy ngươi bị đánh cũng đừng trách ta. Không phải chứ. Đánh con gái, có phải đàn ông không vậy? Nữ nhân tóc dài hơi khó tin, hỏi. Ở trong mắt hắn không có cấm kỵ không đánh con gái gì cả. Y Tiểu Âm thuận miệng giải thích, ngoại trừ nữ nhân xinh đẹp, những nữ nhân khác ở trong mắt hắn chỉ có muốn ăn đòn hay không muốn ăn đòn. Nữ nhân tóc dài cảm thấy khó lý giải, cũng là một tên lập dị. Vù vù vù. Lúc này, tiếng còi hơi của cano từ đằng xa truyền tới. Y Tiểu Âm và nữ nhân tóc dài lập tức rời mắt nhìn sang, lại thấy được hình ảnh làm các nàng có chút sửng sốt. Hạ Thiên và A Cửu gặp một chiếc du thuyền đi ngang qua, người chủ thuyền cũng có lòng mời bọn họ lên thuyền, bao gồm cả con quái vật vẫn còn đang hôn mê. Du thuyền này cũng không lớn lắm, chỉ ít nhỏ hơn Trường Sinh Đế Quân, nhưng xem ra mức độ hào hoa xa xỉ chỉ hơn chứ không kém. A Cửu vừa lên thuyền, cũng cảm nhận được sự khác biệt của chiếc thuyền này. Trước đây thuyền mà nàng gặp phải, dù lộng lẫy và xa hoa đến đâu, nhưng thủy thủ trên thuyền lúc nào cũng bốc mùi, trên thuyền thỉnh thoảng còn sẽ thoang thoảng mùi cá muối. Mà chiếc thuyền này lại đầy mùi thơm thấm ruột thấm gan, vừa ngửi thấy liền có loại cảm giác thư thái cả người, các thủy thủ đó đều rất sạch sẽ, không giống như loại người tầng dưới chót của xã hội kiếm kế sinh nhai trên biển, lại giống như là nhân viên tạp vụ của nhà hàng xa hoa, vừa được đào tạo bài bản vừa hợp tình hợp lý. Người chủ thuyền là một thiếu niên 16, 17 tuổi, tướng tá tuấn tú, khí chất nhã nhặn, quần áo trên người cũng gọn gàng và sạch sẽ, trông rất thanh lịch, cho người ta thiện cảm lớn. Hai vị, hoan nghênh lên thuyền của ta. Thiếu niên nhã nhặn giang hai tay,
cười nói với Hạ Thiên và A Cửu, ta tên Triệu Thanh Ca, hai vị xưng hô như thế nào? Ta tên A Cửu, hắn tên Hạ Thiên. A Cửu nhìn thiếu niên này một cái, có cảm giác dường như đã gặp ở đâu rồi, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại không nhớ ra nổi, du thuyền của bọn ta xảy ra chút vấn đề, cho nên chỉ có thể phiêu dạt ở trên biển, lần này cảm tạ ngươi ra tay cứu giúp, bằng không, chúng ta đúng thật là không biết nên làm thế nào. Hạ Thiên há mồm muốn nói gì đó, A Cửu trực tiếp đưa tay che kín miệng của hắn, thấp giọng nói, chàng đừng nói chuyện. Không cần khách khí, Triệu Thanh Ca cười gật đầu, tiện tay chỉ cái người vẫn còn đang hôn mê, vậy hắn là. Người này bọn ta cũng không quen biết, chỉ là tiện tay cứu hắn ở trên biển. A Cửu quả thật cũng không nhớ người kia là ai, đành phải thành thật trả lời. Vậy các ngươi thật sự là tốt bụng, ta cực kỳ thích. Triệu Thanh Ca càng cười tươi hơn, mời hai vị vào trong, ta cho người sắp xếp phòng cho các ngươi. Hai vị có thể tắm nước nóng trước, sau đó chúng ta lại nói chuyện phiếm sau, như thế nào? A Cửu cảm thấy thiếu niên này nho nhã lễ độ, luôn suy nghĩ cho người khác, đích thật hiếm thấy, vậy thì cảm ơn nhiều. Cửu cô nương khách khí, Triệu Thanh Ca cười nói, kỳ thực là vinh hạnh của ta, dù sao không phải ai cũng có cơ hội cứu thần y số một thiên hạ, cùng với thị nữ của nữ thần y số một thiên hạ. Ngươi biết bọn ta, A Cửu trong nháy mắt trở nên cảnh giác. Triệu Thanh Ca cười khoát tay áo một cái, ra hiệu bản thân cũng không có ác ý, nói, không cần căng thẳng. Hai vị đi rửa mặt trước đã, mọi chuyện lát nữa sẽ nói sau. A Cửu vẫn nghi hoặc khó hiểu, trong lòng có phần lo lắng, nghĩ ngợi thiếu niên này rốt cuộc là có lai lịch gì. Cửu nha đầu, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Hạ Thiên lại thờ ơ, ôm eo của A Cửu, chúng ta đi tắm trước đi. A Cửu sững sờ liền rời đi cùng Hạ Thiên, chờ lấy lại tinh thần, thì mới phát hiện bản thân đã ở trong phòng tắm, y phục trên người cũng không cánh mà bay. Không khỏi thán phục lưu manh chết bầm này nhanh tay thật đấy. Chương 2369, còn có vương pháp hay không? Rửa mặt xong, Hạ Thiên và A Cửu liền xuất hiện ở trong phòng ăn trên thuyền, nhưng mà lúc này đã 2 giờ hơn. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng ta thấy hai vị chắc là chưa có ăn uống gì, cho nên sai người chuẩn bị bữa tối. Triệu Thanh Ca nhìn thấy Hạ Thiên và A Cửu, cũng không có lắm miệng đi hỏi tại sao tắm lâu như vậy. Mà là mỉm cười mời bọn họ vào chỗ ngồi, không nói tí lời thừa thãi nào. Bàn ăn là bàn dài kiểu Tây, Triệu Thanh Ca ngồi ở ghế chính, và đã có 3 vị khách nhân cũng ngồi ở một bên chờ Hạ Thiên và A Cửu. 3 vị này là những người mà ta vừa mới cứu từ trên biển, hẳn là hành khách đi cùng du thuyền với các ngươi. Trên mặt Triệu Thanh Ca vẫn nở nụ cười ôn hòa tựa như gió xuân, chỉ vào 3 khách nhân rồi giải thích với Hạ Thiên và A Cửu, có lẽ các ngươi quen biết. Cho nên liền mạo muội mời mọi người cùng nhau ăn tối. Không quen, Hạ Thiên không hề nhìn 3 người này một cái nào, trực tiếp lắc đầu cũng không có hứng thú làm quen. 3 người kia nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy, không hẹn mà cùng nhíu mày, dù là ai nghe được câu này cũng sẽ cảm thấy khó chịu. A Cửu lại nghiêm túc nhìn mấy người này một cái, xác nhận bọn họ không phải những người trên thuyền đã tham gia cái trường sinh hội giả kia, trong lòng an tâm hơn đôi chút. Thản nhiên nói, đúng là không quen biết, cũng chưa từng gặp qua. Còn ta thì quen biết Cửu cô nương ngươi. Lúc này, một tráng hán một mắt râu quai nón lại nở nụ cười, chỉ vào A Cửu rồi nói, hơn nữa chúng ta từng qua lại với nhau, chỉ có điều Cửu cô nương là quý nhân hay quên chuyện, chưa từng để tâm mà thôi. Ngươi có chắc là chúng ta từng gặp nhau không? Trong lòng A Cửu nghi hoặc không thôi, mặc dù trí nhớ của nàng không tính là đã gặp qua liền sẽ nhớ như in. Nhưng trên cơ bản những người mà nàng từng gặp tuyệt đối sẽ có đôi chút ấn tượng. Tráng hán một mắt hừ lạnh một tiếng, chỉ mắt trái bị mù của mình, giọng điệu phẫn uất, nói, nhìn thấy con mắt này của ta chứ, lẽ nào Cửu cô nương thật không có chút ấn tượng gì sao? Xin lỗi, ta có thể khẳng định, ta cũng chưa từng gặp ngươi. A Cửu lúc này vô cùng khẳng định, tuy rằng y thuật của nàng không sánh bằng Y Tiểu Âm và Hạ Thiên, nhưng tuyệt đối không đến nỗi trị mù mắt của người khác. Oanh! Mẹ nó, người bớt giả ngu với lão tử. Vị tráng hán một mắt kia bỗng dưng vỗ bàn, đưa tay chỉ A Cửu một cách phẫn nộ. 2 năm trước, người ở thành phố Thiên Hải bán thuốc đặc trị của y nhân các ngươi. Lão tử bỏ 2 triệu mới có cơ hội đến khách sạn thấy ngươi một lần. Chữa mắt cho ta, kết quả thì sao? Mẹ nó, ngươi làm con mắt ta bị mù. Chỉ có thể nói ngươi nhận lầm người. A Cửu nghe nói như thế, giọng điệu càng thêm lạnh nhạt. 2 năm trước ta cũng chưa từng đi thành phố Thiên Hải. Mà y nhân các bọn ta cũng chưa bao giờ bán thuốc, chứ đừng nói đến thuốc đặc trị gì.
Tráng hán một mắt hiển nhiên không tin, giọng điệu khẳng định nói, đó rõ ràng là ngươi, sao ta lại nhận sai được, hơn nữa hoạt động lần đó chính là y nhân các ngươi và tập đoàn thần dược cùng tổ chức. Tập đoàn thần dược, A Cửu hơi nhíu mày, đó không phải là công ty ví da do một tên lừa đảo mở sao, 10 năm trước giả mạo y nhân các và tập đoàn thần y đi lừa người, hẳn là đã bị xóa sổ rồi mới đúng. Hừ, ngươi cảm thấy bọn ta sẽ tin lời của ngươi à? Tráng hán một mắt hừ lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ khinh bỉ, nếu như nói tập đoàn thần dược là bọn lừa đảo, vậy y nhân các ngươi chắc chắn cũng là bọn lừa đảo, y tiểu âm càng là tên lừa đảo trong lừa đảo. À, lời còn chưa nói hết, tráng hán một mắt liền đã trúng một bạt tai, cả người bị tát và bay ngược ra ngoài, đập trúng vách tường mới ngừng lại. Dám nói xấu vợ y của ta, người muốn chết rồi, đúng không? Vẻ mặt của Hạ Thiên khó chịu. Đồ đần ngươi bị tên lừa đảo lừa, không lo nghĩ làm cách nào để tìm tên lừa đảo đó, lại còn muốn đổ lỗi cho cửu nha đầu và y nhân các, ngươi đúng là đang tìm đường chết. Các ngươi lại dám đánh người. Tráng hán một mắt bò dậy từ dưới đất, lau đi vết máu trên khóe miệng, hung hãn nói, ta liều mạng với các ngươi. Dứt lời, tráng hán một mắt liền xông về phía Hạ Thiên, nửa đường lại chuyển hướng sang A Cửu. A Cửu vốn cũng không phải là người ăn chay. Huống chi hiện tại đã tẩy tủy phạt cốt, đối với cú đấm trông có vẻ hung mãnh này đã không còn lọt mắt. Oanh! Tráng hán một mắt lần nữa bay ra ngoài, ngã lại nơi mà hắn vừa bỏ lên. A Cửu cũng giống như Hạ Thiên, cũng không có dùng lực chết người, chỉ là dạy dỗ người này một thoáng. Đáng hận, thật đáng hận! Tráng hán một mắt nằm trên mặt đất, hận đến nỗi nước mắt lưng tròng, lừa tiền của lão tử còn chưa nói, còn hại lão tử mù một con mắt, bây giờ lại còn dám đánh ta. Còn có vương pháp hay không? Còn có thiên lý hay không? Đều là do ngươi tự tìm cả. A Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, những năm qua bởi vì chuỗi bệnh viện y nhân các danh tiếng ngày càng thịnh nổi, vụ việc giả mạo y nhân các đi lừa gạt cũng tăng qua từng ngày, trước đây các nàng cũng đã giúp những người bị hại này, nhưng đáng tiếc cuối cùng đều bị cắn ngược lại một phát, lừa bịp không ít tiền, nàng đã sớm khó chịu về chuyện này, đám người này cũng không phải là không có năng lực phân biệt ai là kẻ lừa đảo. Mà là nhân tính của họ vốn là như vậy, không có thuốc chữa. Vương pháp đương nhiên là có, thiên lý cũng đang tồn tại. Triệu Thanh Ca vẫy vẫy tay, bảo hai tên đầy tớ đi tới đỡ tráng hán một mắt dậy, mang trở về chỗ ngồi, có điều, chuyện này xác thực là ngươi sai. Tráng hán một mắt trợn mắt lên, khó tin nhìn Triệu Thanh Ca, chuyện này sao lại là ta sai chứ? Bởi vì Hạ Thiên và vị cửu cô nương này, còn có vị nữ thần y tiểu âm ấy, không bao giờ lừa người. Triệu Thanh Ca cười cợt, nói tiếp, người đích thị là gặp phải tên lừa đảo. Tráng hán một mắt vẫn cứ u mê không tỉnh, duỗi tay chỉ vào Hạ Thiên và A Cửu, người có thể bảo đảm bọn họ không phải là bọn lừa đảo không? Bọn họ không phải, Triệu Thanh Ca gật đầu, ta có thể bảo đảm. Hừ, tráng hán một mắt không nói gì nữa, dù sao bây giờ hắn đang ở trên thuyền người ta, lỡ mà chọc giận chủ thuyền, thì nhiều khả năng hắn sẽ bị ném xuống biển. Chương 2370, kẻ lừa đảo. Thật có lỗi, để hai vị hoảng sợ. Triệu Thanh Ca thấy tráng hán một mắt đã trầm tĩnh lại, bèn nói với Hạ Thiên và A Cửu, xin hai vị hãy tha thứ cho vị huynh đệ này, dù sao hắn chịu tổn thất không nhỏ, lại còn vì vụ tai nạn trên biển mà tâm tình trở nên bất ổn, nên mới phát cáu với hai vị. Tâm tình của A Cửu quả thật chịu phải một chút ảnh hưởng, nhưng cũng không có để tâm đến nó, thản nhiên nói, Triệu thuyền trưởng khách khí. Hạ Thiên bĩu môi, lười biếng nói, chuyện này có gì mà phải hoảng sợ chứ, loại đồ đần này chúng ta gặp quá nhiều rồi. Nghe được hai chữ đồ đần, tráng hán một mắt lại có phần không kiềm chế được, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng vẫn là kiềm được cơn giận này. Các ngươi giới thiệu đôi chút về bản thân đi. Triệu Thanh Ca nhìn hai vị khách nhân còn lại, dù trong quá khứ có ân oán gì, hay có quen biết nhau đi chăng nữa, nói chung ở trên thuyền của ta, mọi người đều là bạn. Hai vị khách nhân ấy không khỏi liếc nhìn nhau một cái, xem ra bọn họ dường như là có quen biết nhau. Một thanh niên trong đó có ngoại hình đặc thù trông như người nước ngoài, cười ha hả, nhún vai một cái, mở miệng nói, được thôi, vậy ta giới thiệu trước, ta tên Mahan, là một du học sinh, chỉ đi đăng ký đoàn du lịch trên du thuyền để đi nghỉ mát, không ngờ là lại gặp tai nạn trên biển, con thuyền tan tành. Ta và vị bằng hữu này ôm một khúc gỗ để nổi trên mặt nước. Còn tưởng rằng chuyến này chết chắc rồi, không nghĩ tới được Triệu tiên sinh cứu. Ta tên Cao Chân Chân, sinh viên năm 4 của Đại học Thiên Hải,
là hướng dẫn viên du lịch của đoàn du lịch mà Mahan đăng ký. Một cô gái trẻ khác có khuôn mặt hơi tròn xoe, vóc dáng thì tương đối, có phần câu nệ, nói. Triệu Thanh Ca vỗ tay, chỉ vào Hạ Thiên và A Cửu, cười nói, hai vị này các ngươi khả năng là không quen, nhưng hẳn đã nghe nói qua, một vị là lão bản Hạ Thiên của tập đoàn thần y Giang Hải, y thuật có thể nói là thiên hạ vô song. Còn vị kia chính là trợ thủ của nữ thần y đệ nhất hạ danh chấn kinh thành năm đó, tên là A Cửu. A Cửu tiểu thư ta có nghe nói qua, trong đôi mắt Cao Chân Chân bỗng lóe lên tinh quang sùng bái, ở Thiên Hải bọn ta cũng có danh tiếng khá lớn. Ta và người nhà ta là thành viên của chuỗi bệnh viện y nhân các, phúc lợi khá ổn, trên cơ bản lúc khám bệnh không cần trả tiền. Tên tráng hán một mắt không nhìn được mắng, nếu ngươi cũng là người Thiên Hải, vậy hẳn là cũng biết y nhân các là bọn lừa đảo, còn vụ vị A Cửu này đến Thiên Hải bán thuốc vào năm đó nữa. Vụ mà ngươi nói, ta thật sự không biết, Cao Chân Chân lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, nhưng ta biết bệnh viện y nhân các tuyệt đối không phải là bọn lừa đảo. Hơn nữa cũng chưa từng có thu tiền của bọn ta. Ta thấy ngươi chính là kẻ lừa đảo. Tráng hán một mắt chê cười nói, nếu như tịch thu tiền của các ngươi, vậy ngươi và người nhà ngươi làm sao có thể trở thành thành viên của y nhân các hả? Cao Chân Chân không có bị lời nói đầy cay độc của tên tráng hán đó dọa sợ, chậm rãi giải thích, bởi vì tất cả thành viên trong bệnh viện y nhân các đều là những hộ gia đình nghèo đã trải qua xét duyệt, còn có một bộ phận gia đình bình thường không thể trả nổi lượng tiền viện phí khổng lồ. Hơn nữa phần lớn thuốc trong y nhân các đều là miễn phí, trên cơ bản người giàu khám bệnh cũng chỉ lấy tiền khám bệnh. Cho nên, chuyện bán thuốc mà ngươi nói, tuyệt đối là đụng phải kẻ lừa đảo. Chuyện này, tráng hán một mắt lập tức ngậm miệng không nói gì. Tốt quá rồi, Triệu Thanh Ca nhìn về phía tráng hán một mắt, nhẹ giọng nói, Vương tiên sinh, hiểu lầm cũng đã được gỡ bỏ. Năm đó, người mà ngươi đụng phải tuyệt đối là kẻ lừa đảo giả mạo Cửu tiểu thư. Ta vẫn không tin, tráng hán một mắt liếc mắt đánh giá A Cửu, nếu như là kẻ lừa đảo, vì sao lại giống đến như vậy, hơn nữa còn có mấy danh nhân ở thành phố Thiên Hải xác nhận cho nàng. Thế thì xin hỏi là mấy danh nhân nào? Lúc này, A Cửu nảy sinh hứng thú, bèn hỏi, bọn người này vậy mà dám dùng danh nghĩa của ta và y nhân các để đi lừa đảo, nếu như không biết thì thôi, bây giờ đã biết, vậy thì dĩ nhiên là phải truy cứu tới cùng. Tráng hán một mắt suy cười một tiếng. Nói, ngươi biết thì sao chứ, những người kia tiền nhiều thế lớn ở thành phố Thiên Hải, ngươi chỉ là mở bệnh viện, tính bắt bọn họ như thế nào. Ngươi chỉ cần nói tên bọn hắn là được, ta tự có cách để đối phó bọn hắn. A Cửu từ từ dụ dỗ, nói, đám người đó lừa ngươi, lẽ nào ngươi không muốn báo thù sao? Đây là ngươi muốn ta nói đó nha. Con mắt còn lại của tráng hán một mắt chuyển động, nói với A Cửu, đến lúc đó, ngươi đừng có mà đẩy hết mọi chuyện lên đầu ta. Trước khoan đã, Triệu Thanh Ca đập tay, cắt ngang cuộc đối thoại giữa A Cửu và tráng hán một mắt, thu hút sự chú ý của mọi người lên người hắn lần nữa. Có chuyện gì, sau khi ăn xong, các ngươi có thể thương lượng riêng với nhau mà, bây giờ cứ dùng bữa đã. Nếu chủ thuyền đã nói như vậy, A Cửu cũng không có truy vấn, ánh mắt của tên tráng hán một mắt kia bỗng nhiên lóe lên. Ngay lúc mọi người im lặng không lên tiếng để ăn cơm, bỗng nhiên có một thủy thủ vội vã xông vào. Tiến đến bên tai Triệu Thanh Ca bên tai nói nhỏ mấy câu. Triệu Thanh Ca biến sắc, sau đó dùng khăn ăn lau miệng, có phần áy náy, cười nói, ta có chút việc quan trọng cần phải đi xử lý, mấy vị cứ tự nhiên, ta sẽ quay lại ngay thôi. Dứt lời, hắn cùng với thủy thủ kia vội vã rời đi. Chương 2371, hôn đầu cũng có thể. Sau khi tẩy tủy, năm giác quan của A Cửu đều trở lên vô cùng nhạy bén. Đối với một số âm thanh nhỏ bé đều có thể nghe thấy hết. Ví dụ như những thủy thủ đang nhẹ giọng báo cáo cho Triệu Thanh Ca kia, nàng nghe thấy không sót một chữ, nhưng nàng nghi ngờ có lẽ Triệu Thanh Ca cố ý để cho nàng nghe được, hoặc là nàng suy nghĩ quá nhiều. Đợi sau khi Triệu Thanh Ca rời đi, lúc này A Cửu mới hơi thả lỏng, nàng nhẹ giọng nói với Hạ Thiên, chàng có nghe thấy những gì họ nói không? Nghe được chứ, Hạ Thiên còn đang ăn mấy thứ linh tinh lơ đễnh nói. Không phải chỉ là đáy thuyền bị dò gì thôi sao, Cửu nha đầu không cần lo lắng. A Cửu nghe vậy không biết nói gì, tức giận mắng, thuyền bị dò gì còn không lo lắng, chẳng lẽ phải chờ đến khi thuyền chìm, rồi ôm mảnh gỗ trôi trên biển mới lo lắng hả? Cửu nha đầu à, coi như cái thuyền này vừa chìm xuống, thì chúng ta cũng không trôi trên biển đâu. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tại sao? A Cửu nghi ngờ liếc nhìn Hạ Thiên,
không rõ tại sao hắn lại nói như vậy, đừng bảo là chàng cảm thấy sẽ có thuyền đến cứu chúng ta nhé. Hạ Thiên không tỏ vẻ gì nói, vốn không cần người khác tới cứu, kỳ thật ta cũng có thể trực tiếp mang nàng bay trên mặt nước. Được, biết chàng giỏi rồi, đừng có treo mãi ở bên miệng. A Cửu cũng không nghi ngờ Hạ Thiên có loại năng lực này, nhưng mà nàng không thích lạm dụng năng lực kiểu đó cho lắm, việc này rõ ràng là bị ảnh hưởng từ Y Tiểu Âm. Ta không có treo ở bên miệng nha. Hạ Thiên sờ miệng mình, đụng vào A Cửu còn đang lải nhải, không tin nàng hôn thử mà xem. A Cửu chỉ sợ Hạ Thiên thật sự làm loạn liền đánh cho hắn một phát, hôn cái đầu chàng ấy, chú ý hoàn cảnh chút đi. Hôn đầu cũng có thể nha. Hạ Thiên cười hì hì, đối với hắn mà nói thì hoàn cảnh nào cũng không thể ngăn cản hắn và vợ của mình liếc mắt đưa tình. Vẻ mặt ba người bên cạnh kia quả nhiên vô cùng lúng túng, chỉ có thể cúi đầu giả vờ ăn cơm. Chuyện đó Cửu tiểu thư, ta có thể hỏi cô vài việc không? Cao Trân Trân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà nhẹ giọng hỏi A Cửu. A Cửu tiện tay đẩy Hạ Thiên đang sắp tới gần, liếc nhìn Cao Trân Trân rồi vừa cười vừa nói, việc gì? Cô ở trên Trường Sinh Đế Quân cũng là vì tham gia Trường Sinh Hội sao? Cao Trân Trân cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Sao ngươi lại biết Trường Sinh Hội? A Cửu cau mày lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự nghi ngờ và cảnh giác, hay là nói, mục đích của ngươi cũng là Trường Sinh Hội. Cao Trân Trân bị ánh mắt bén nhọn của A Cửu nhìn, trong lòng có chút chột dạ, khoát tay lia lịa, không, ta chỉ là một hướng dẫn viên du lịch bình thường mà thôi, cũng không biết Trường Sinh Hội gì đó, cũng không tham gia Trường Sinh Hội. Chẳng qua ta từng dẫn một đoàn khách, trong đó có vài khách du lịch từng nhiều lần hỏi ta vấn đề liên quan đến Trường Sinh Hội, cho nên ta mới biết được chút ít. Đó là người nào? A Cửu thu lại lãnh ý trong mắt, nhẹ giọng hỏi, hắn tìm ngươi hỏi cái gì? Tên của hắn là Nam Cung Uyên, là nam nhân tầm hơn 20 tuổi, nhưng ta phát hiện tư liệu về hắn là giả. Vẻ mặt Cao Trân Trân có chút do dự, giọng điệu chậm chạp nói, hắn tìm ta hỏi việc của Trường Sinh Hội, nhưng ta dẫn chuyến này nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe nói đến cái hội này. Nam Cung Uyên, chẳng lẽ có liên quan đến Nam Cung Tú? A Cửu không khỏi nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm. Họ Nam Cung ngược lại vô cùng hiếm thấy. Ngần ấy nam nàng cũng chỉ gặp phải mỗi Nam Cung Tú mà thôi, nhưng Nam Cung Tú hình như là tu chân giả đến từ dị giới, hơn nữa có lẽ đã chết. Hắn còn nói cái gì không? A Cửu hỏi tiếp, việc này khá quan trọng, ngươi cẩn thận suy nghĩ xem. Cao Trân Trân nhíu chặt lông mày, cẩn thận nhớ lại rồi nói, hắn đã từng nói Trường Sinh Hội kia hình như là để tụ tập những bác sĩ tài giỏi trên toàn thế giới, mục đích là tìm kiếm bí quyết trường sinh cho nhân loại. Lạ nhỉ? Thằng đần kia tại sao lại nói những thứ này với ngươi? Hạ Thiên bỗng nhiên hỏi một câu, thân phận của ngươi là gì, không định nói ra sao? A Cửu bừng tỉnh lại, cũng nghĩ đến vấn đề này. Ta thật sự chỉ là một hướng dẫn viên du lịch bình thường. Cao Trân Trân lắc đầu liên tục, có chút hoảng sợ nói, ta cũng không biết tại sao hắn lại nói những việc này với ta, Cửu tiểu thư, cô sẽ không cảm thấy ta là người xấu chứ? A Cửu đã cảm giác được trạng thái tinh thần của người phụ nữ này có chút vấn đề, chỉ là không biết đã có từ sớm, hay là vì chìm thuyền mà bị, nàng đành phải trấn an nói, người đừng kích động, ta cũng không nghĩ như vậy. Cao Trân Trân lại không có dấu hiệu ổn định, con người càng thêm tan rã, tiếp đó giống như nghĩ tới hình ảnh gì đó kinh khủng, trực tiếp hét lên rồi từ trên ghế ngã rầm xuống đất. Hả? A Cửu phát hiện vẻ bất thường của Cao Trân Trân, lập tức đi tới muốn đỡ nàng dậy, tiện thể khám bệnh cho nàng. Kết quả, người bạn ngoại quốc Mã Hán khắc vượt lên đỡ lấy Cao Trân Trân rồi nhếch miệng mỉm cười với A Cửu, hướng dẫn Cao bởi vì bị dọa sợ cho nên tinh thần có chút không ổn định, vẫn xin hai vị thứ lỗi cho, ta đưa nàng về phòng trước đã. Chương 2372, Nam Cung Uyên. Trông thấy Cao Trân Trân thả lỏng trong ngực Mã Hán khắc, lại thấy cử chỉ của bọn họ có chút thân mật, A Cửu đoán có lẽ hai bọn họ là người yêu. Cũng không tiện nói gì thêm chỉ có thể nói, vậy ngươi chăm sóc nàng ấy cho tốt, nếu có vấn đề gì thì có thể tới tìm chúng ta và hắn đều là bác sĩ. Được, cảm ơn. Mã Hán khắc gật đầu với A Cửu, sau đó đỡ Cao Trân Trân rời khỏi phòng ăn, muốn quay về phòng của bọn họ. Mã Hán khắc và Cao Trân Trân đi khỏi không bao lâu, tráng hán mắt chuột hung hăng chừng mắt liếc nhìn phương hướng bọn họ rời đi, xì mắng, một đôi cẩu nam nữ. Giả vờ giả vịt, khiến cho người ta buồn nôn chết đi được. Người mắng người ta sau lưng cũng đâu phải quân tử gì đâu.
A Cửu có chút bất mãn nói. Tráng hán mắt chột quay đầu nhìn A Cửu, lạnh lùng nói, món nợ của chúng ta còn chưa xong đâu, ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ, chứng minh ngươi chính là tên lừa gạt kia, còn có tập đoàn thần dược gì đó, ta cũng sẽ bắt bọn họ trả giá. Tên đần nhà ngươi đúng là gợi đòn. Hạ Thiên bất mãn trừng mắt với người kia, đã nói Cửu nha đầu không phải kẻ lừa đảo, người ngươi gặp phải không thể nào là Cửu nha đầu được, mà là người khác giả mạo. Tráng hán mắt chột tức giận vô cùng, mắng lại Hạ Thiên, rõ ràng lớn lên giống nhau y đúc, làm sao có thể giả mạo được. Muốn dáng vẻ giống nhau là việc quá đơn giản, ta có ít nhất mười mấy phương pháp có thể làm ra. Hạ Thiên nhếch miệng, tại ngươi ngu ngốc không phân biệt được mà thôi, biết rõ chân tướng rồi còn không dám đối mặt với thực tế, đúng là đồ đần cũng không xứng để làm. Tùy ngươi nói đấy, tráng hán mắt chột mặc kệ Hạ Thiên mỉa mai, vẫn kiên trì ý nghĩ của bản thân, việc này chưa xong đâu. Nói xong câu uy hiếp mà không phải là uy hiếp này, tráng hán mắt chột quăng đồ ăn đi, rồi giận đùng đùng rời khỏi. Tốt rồi, tất cả bóng đèn đều đi hết. Hạ Thiên liếc nhìn phòng ăn trống rỗng, cười hì hì nói, Cửu nha đầu, ta bón cơm cho nàng nha. A Cửu đẩy đĩa bò bít tết mà Hạ Thiên đưa tới, thản nhiên nói, chàng không cảm thấy lạ sao. Cửu nha đầu, nàng đúng là rất kỳ lạ. Hạ Thiên gật đầu nói, rõ ràng vừa nãy lúc tắm nàng kêu đói bụng, vậy mà bây giờ lại không ăn cái gì. A Cửu trong lòng ngao ngán, oán thầm nói, ta đói hả, ta nói vậy là để chàng bớt hành hạ ta một chút. A, à, lúc này, trên bong thuyền bỗng nhiên vang lên một tiếng hét thê lương thảm thiết. Hửm, A Cửu lập tức đặt dĩa xuống, lách người ra khỏi phòng ăn. Hạ Thiên nhìn đồ ăn ở trên bàn, lắc đầu nói, Cửu nha đầu, lãng phí đồ ăn là không đúng. Nàng nên ăn thêm chút đi thì mới có sức chứ, A Cửu lúc này đã đến bong thuyền, không nghe thấy lời của Hạ Thiên, mà dù có nghe thấy thì nàng cũng làm như không nghe thấy. Trên bong thuyền không biết từ lúc nào có thêm một người đàn ông trẻ tuổi, trong tay cầm một con dao găm hình rắn, vẻ mặt tươi cười liếc nhìn người nằm trong vũng máu. Người ngã trong vũng máu chính là Cao Chân Chân trước đó tinh thần không ổn định, chỉ là người bạn ngoại quốc vốn đỡ nàng lại không thấy bóng dáng đâu, trái lại là tráng hán mắt chột chắn trước người nàng. Đang căm tức nhìn nam nhân trẻ tuổi bỗng dưng xuất hiện kia. Ngươi là ai? Từ đâu chui ra? Tráng hán mắt chột dùng con mắt còn lại chừng hắn, ý đồ tạo nên khí thế bá đạo, tại sao lại đột nhiên ra tay đả thương người khác? Đúng là lắm chuyện, nhưng ta có thể trả lời ngươi. Nam nhân trẻ tuổi kia cười cười, dao găm hình rắn chuyển động linh hoạt trong tay hắn, ta là Nam Cung Uyên, đi lên từ đáy thuyền. Về phần tại sao lại đả thương nàng ta? Thì nguyên nhân quá phức tạp, không rảnh nói ra ngoài, tóm lại là ta tới giết nữ nhân này, ngươi chắc chắn muốn giúp nàng à? Phi, ta không thân cũng chẳng quen nữ nhân này, sao ta phải giúp nàng chứ? Tráng hán mặt chột cười nhạo một tiếng, tiếp đó lại có phần nghĩa khí nói, nhưng nhìn nữ nhân té trước mặt mình lại không giúp đỡ, thì không phải chuyện ông đây làm được. Vậy thì đành phải giết cả ngươi thôi. Nam nhân trẻ tuổi trào phúng nói. Thân ảnh như quỷ mị vọt đến trước mặt tráng hán mắt chột, dao găm hình rắn dường như sống lại, quay nửa vòng giữa không trung rồi đâm vào cổ tráng hán. Nam nhân trẻ tuổi cũng không được như ý nguyện, cơ thể hắn bắn ngược ra ngoài mười mấy mét, trên thuyền còn có cao thủ ư. Cao thủ thì không dám nhận, chỉ là ở trước mặt ta ai cũng không thể tùy tiện giết người. A Cửu tiến lên lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân trẻ tuổi kia. Ồ, nam nhân trẻ tuổi liếc nhìn A Cửu. Lập tức nở nụ cười, ngươi là trợ thủ của Y Tiểu Âm. Được đấy, đều ở trên danh sách ám sát của ta, đúng là đỡ phải tốn thời gian đi tìm ngươi, hôm nay giải quyết gọn luôn. Ngươi là sát thủ. A Cửu lạnh lùng hỏi, ai phái ngươi tới? Nam nhân trẻ tuổi lắc đầu, ta là người có đạo đức nghề nghiệp, dĩ nhiên sẽ không để lộ tên chủ thuê. Vậy sao ngươi tìm được nơi này? A Cửu hỏi tiếp. Chuyện này thì có thể trả lời nha. Nam nhân trẻ tuổi chỉ Cao Chân Chân, ta cài định vị trên người nữ nhân này, vốn định câu con cá khác, ai mà ngờ lại câu được con cá lớn là ngươi, thật sự là lãi to. Chỉ sợ ngươi nói ngược rồi. Trong mắt A Cửu tràn đầy sự lạnh lùng, lần này rõ ràng là ngươi chết chắc. Chương 2373, ám võng. Nam Cung Uyên cười giả nai, khóe miệng khẽ nhếch lên, thú vị đấy, xem ra hôm nay phải ăn bữa lớn trước rồi. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn tráng hán mắt chột đang đỡ lấy Cao Chân Chân, sau đó lại nếm thử bữa ngọt. Cái gì ngươi cũng không có mà ăn đâu. A Cửu khó chịu nhìn người trước mặt,
cách tốt nhất người có thể làm bây giờ là nhảy vào trong biển, không chừng còn có cơ hội sống sót. Vậy sao sống nổi? Nam Cung Uyên lắc đầu, ta có phải là cá đâu, bây giờ mà nhảy xuống biển thì chỉ có nước chết đuối thôi. A Cửu cười lạnh nói, không phải ngươi nói ngươi đến từ đáy biển sao? Là đáy thuyền, chứ không phải đáy biển. Nam Cung Uyên giải thích một hồi cho A Cửu, dù sao ta cũng không phải là cá, A Cửu cô nương nếu như muốn kéo dài thời gian, thì ta thấy không cần thiết phải làm vậy đâu, bởi vì hôm nay mọi người trên thuyền đều sẽ phải chết. A Cửu không sợ hãi gì, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười, khoanh hai trước ngực thản nhiên nói, ồ, vậy ngươi nói thử xem, tại sao ta phải kéo dài thời gian? Đúng là biết rõ còn cố hỏi. Nam Cung Uyên mỉm cười liếm con dao găm của mình, không khỏi đắc ý nói, ai cũng biết A Cửu và Y Tiểu Âm quan hệ khăng khít, ngươi ở đây thì Y Tiểu Âm cũng sẽ ở gần đây. Hôm nay xem như lãi to rồi, vốn muốn câu mấy con cá nhỏ thôi, ai ngờ lại câu được con cá lớn như thế. A Cửu không khỏi châm biếm nói, sợ là ngươi chưa câu được cá, thì đã tự nộp mạng rồi. Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Nam Cung Uyên lập tức xoay chuyển dao găm trong tay, ánh mắt nặng nề nói, thừa dịp còn có thời gian xử lý ngươi trước, rồi đợi Y Tiểu Âm xuất hiện. Lời vừa dứt, Nam Cung Uyên đã tiến lên một bước, rồi đạp một cái, nhoáng phát đã đến trước mặt A Cửu. A Cửu dường như chưa kịp phản ứng, chỉ biết ngơ ngác sững sờ tại chỗ, không hề nhúc nhích gì, thậm chí không chớp mắt nhìn Nam Cung Uyên. Lời đồn đúng là không đáng tin, trên tài liệu còn nói nữ nhân này cũng là cao thủ gì đó, thực sự nực cười. Trong lòng Nam Cung Uyên cười nhạo một phen, dao găm trong tay liền quét ngang qua cổ A Cửu, món tiền này coi như kiếm được rồi. Dầm! Cả người Nam Cung Uyên bất ngờ không có dấu hiệu bắn ngược ra ngoài, lăn 7-8 vòng trên boong thuyền mới dừng lại được, thời điểm đứng dậy mặt mũi của hắn đã sưng phồng lên. A Cửu vẫn mỉm cười như cũ, đứng tại chỗ ôm cánh tay nói, hiện tại cảm thấy ta có bản lãnh đó hay không? Chuyện gì vậy? Nam Cung Uyên đầu đầy dấu chấm hỏi, hoàn toàn không rõ vừa nãy xảy ra chuyện gì, đối với việc bản thân bị đánh bay ra ngoài không hề có chút ấn tượng. Nếu xuất hiện loại tình huống này thì có hai khả năng, thứ nhất là có người âm thầm ra tay, thứ hai là thân thủ của A Cửu cao hơn hắn nhiều. Trước hết hắn loại bỏ khả năng đầu tiên, bởi vì toàn bộ boong thuyền chỉ có 4 người mà thôi, trừ hắn ra thì cũng chỉ có Cao Chân Chân, Tráng Hán Mắt Chột kia và A Cửu. Nếu như thật sự xuất hiện thêm một người, thì chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra ngay. Còn lại chính là khả năng thứ hai, nhưng mà khả năng này hắn không đồng ý cho lắm. Nam Cung Uyên hắn đây chính là sát thủ cấp bậc thế giới, đi ra từ trại huấn luyện sát thủ nghiêm khắc nhất toàn cầu, mà A Cửu chẳng qua chỉ là trợ lý của bác sĩ, xem như từng luyện võ công thì thực lực cũng không thể bằng hắn được. Suy luận trong chốc lát, Nam Cung Uyên nhanh chóng đưa ra đáp án, chính là do bản thân sơ suất khinh địch, ngoại trừ cái này thì không còn cách giải thích nào khác. Có vẻ trên tư liệu cũng không nói sai, người quả thực có chút thực lực. Nam Cung Uyên nháy mắt điều chỉnh lại trạng thái. Vẫn là dáng vẻ không vội không vàng, nhưng cũng dừng ở đây thôi, ngươi ở trên ám võng, mạng ẩn, deep web có tận 5 triệu, số tiền đó cũng không tính là ít, có thể coi như thu nhập mấy năm của ta, ta đương nhiên không thể bỏ lỡ nó rồi. A Cửu lơ đễnh nở nụ cười, 5 triệu, là ai vung tay thế nhỉ, bỏ ra nhiều tiền như vậy vì ta, nếu có cơ hội thật sự muốn uống với hắn một chén. Ha ha, chỉ sợ là ngươi không có cơ hội đấy đâu. Nam Cung Uyên cười quái dị hai tiếng, dao găm trong tay lần nữa xoay tròn, lần này trực tiếp ném ra. Dao găm hình rắn xoay vù vù trong không trung, giống như con rắn nhỏ linh hoạt chuyển động trong biển, chỉ là tốc độ nhanh đến mức quỷ dị. Ánh mắt của A Cửu quả nhiên bị con rắn nhỏ kia hấp dẫn, lập tức di động theo nó. Chờ đến lúc nó chuyển tới sau lưng nàng, nàng mới sợ hãi giật mình tỉnh giấc, cảm thấy có gì không đúng. Đâm! Quả nhiên không biết từ lúc nào mà Nam Cung Uyên đã đến sau lưng nàng, chộp lấy dao găm hình rắn nắm trong tay, đột nhiên đâm về phía gần cổ trắng nõn như thiên nga của A Cửu. Phốc, một đao này trực tiếp đâm trúng, máu tươi bắn tung tóe. Ha ha, đây mới là máu tươi, thật sự làm người ta hưng phấn. Nam Cung Uyên bất ngờ không kịp đề phòng bị máu tươi bắn văng vào, nhưng hắn cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại vô cùng say mê hít sâu một hơi. Chương 2374, sát thủ chi thần 12 năm trước. Đây là máu của ngươi, sao ngươi có thể không hưng phấn cho được? Một giọng nói lười biếng vang lên.
Nam Cung Uyên nghe vậy không khỏi sững sờ, máu của ta. Chính xác, chẳng lẽ tên đần nhà ngươi không cảm thấy đau sao? Hạ Thiên ôm A Cửu đứng ở đằng xa, cười hì hì nói. Hửm. Lúc này Nam Cung Uyên mới cảm nhận được sự khác thường của cơ thể, sau đó cúi đầu coi thử thì thấy dao găm hình rắn kia đang cắm trên cổ hắn, mặc dù không trúng động mạch chủ nhưng cũng đang liên tục chảy máu. May mà trước đó ở trại huấn luyện sát thủ hắn đã tiếp nhận đủ loại huấn luyện nghiêm khắc, chịu đau đớn chính là một trong số đó. Cửu nha đầu à, dựa vào thực lực của nàng hoàn toàn có thể thẳng tay xử lý tên đần này mà. Hạ Thiên có chút không hiểu liếc nhìn A Cửu. A Cửu chừng Hạ Thiên một cái, đừng hở ra là xử lý người khác, người này xuất hiện thật sự quá kỳ lạ, tốt nhất là moi được một vài tin tức từ trong miệng hắn. Vậy cũng có thể đánh hắn tàn phế rồi từ từ hỏi mà. Giọng điệu của Hạ Thiên như kiểu chuyện này là lẽ đương nhiên, dường như đang nói đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Hai vị có phải hơi coi thường người khác rồi không, thật sự cho rằng chút thương thế này có thể làm gì được ta ư? Ánh mắt Nam Cung Uyên không thèm chớp nhìn Hạ Thiên tự dưng xuất hiện, vừa rút dao găm ra khỏi cổ vừa điểm vài chỗ ở miệng vết thương, tiếp đó lấy thuốc từ trong ngực ra bôi vào vết thương. Hạ Thiên hờ hững liếc nhìn hắn, thuận thế nói, thật ra ngươi nên ngã trên đất giả chết đi, nói không chừng chúng ta sẽ mặc kệ ngươi, vậy thì ngươi có thể giữ lại cái mạng này. Nói khoác không biết ngượng. Nam Cung Uyên liếc nhìn Hạ Thiên khắp người đều là sơ hở, trong lòng không khỏi coi thường. Vừa rồi ta chỉ là nhất thời sơ ý mới bị ngươi đánh lén mà thôi, thật sự coi mình lợi hại thế hả? Cửu nha đầu, tên đần này từ đâu đến vậy? Hạ Thiên quay đầu nhìn A Cửu, cười hì hì nói, não hắn có vấn đề à? A Cửu tức giận nói, chàng cũng là bác sĩ thậm chí giỏi hơn ta gấp nhiều lần, chẳng lẽ không nhìn ra não hắn ta có vấn đề hay không, còn tới hỏi ta làm gì? Ồ, vậy thì chắc là hắn không có não. Hạ Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, cho nên mới không nhìn ra có vấn đề hay không. Đậu má, người mới không có não đấy. Nam Cung Uyên liếm sạch máu trên dao găm, ánh mắt âm trầm nói, phải thừa nhận là ngươi đã chọc giận ta rồi, mặc dù ta rất ít khi buôn bán mà không kiếm được tiền, nhưng hôm nay ta sẽ phá lệ giết ngươi. A Cửu nhìn không được bật cười, thuận miệng trêu chọc nói, nếu như ngươi có thể giết Hạ Thiên, thì chính là vụ làm ăn có lời nhất trên thế giới đó. Cam đoan có rất nhiều người đưa tiền cho ngươi. Dù sao trên thế giới này, có rất nhiều người muốn giết chết hắn. Nam Cung Uyên cũng không muốn nói thêm cái gì nữa, dao găm hình rắn trong tay tiếp tục ném ra. Dao găm ném vào không trung lập tức xoay tròn, không bao lâu lập tức chia tách thành ba cái, thật thật giả giả lẫn lộn. Ba con rắn di chuyển trong không trung, mang theo tiếng xé gió mãnh liệt, đi qua chỗ nào ngay cả sắt thép đều bị cắt đứt. Cái trò thật giả này đúng là không có tác dụng gì. Hạ Thiên nhìn thấy tình huống này không khỏi thở dài lắc đầu, mấy tên đần các ngươi tại sao vẫn không rõ thế nhỉ? Bóng dáng Nam Cung Uyên cũng sắp đến gần Hạ Thiên, âm thanh lay động không ngừng, có tác dụng hay không thì đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Đúng là tên đần nói mãi không thông. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, vậy thì trực tiếp cho ngươi thấy được sự chênh lệch. Chết đi cho ta. Vừa đến gần Hạ Thiên, Nam Cung Uyên khẽ quát một tiếng. Bàn tay tóm được một con rắn, hung hăng đâm vào ngực Hạ Thiên. Hả? Nam Cung Uyên vừa ra tay cũng cảm giác được sự việc có chút không đúng, bởi vì dao găm không thể đâm vào được người Hạ Thiên. Đây chính là dao găm chém sắt như bùn, sao có thể không đâm thủng được máu thịt chứ? Ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện dao găm bị một ngón tay Hạ Thiên chặn lấy. Loại thái độ hời hợt này giống như đây không phải dao găm sắc bén, mà giống như một tờ giấy vệ sinh. Bộp. Hạ Thiên tiện tay hất một phát, liền khiến cho Nam Cung Uyên còn đang sững sờ bay ngược ra ngoài. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Nam Cung Uyên lần này thật sự cảm nhận được sự chênh lệch thực lực, kinh ngạc không thôi hỏi Hạ Thiên, loại thân thủ như ngươi sao có thể là kẻ vô danh được? Hạ Thiên tự giới thiệu, ta là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên, ta chưa từng nghe qua, người thành danh trong giới sát thủ ta đều biết cả. Nhưng chưa từng nghe nói về người này. Nam Cung Uyên ngẩn người, đến cuối cùng vẫn không có tí ấn tượng gì cả, hình như trong giới sát thủ không có người này, nhưng võ công của tên trước mặt lợi hại như vậy, chẳng lẽ hắn không phải sát thủ, mà là cao thủ trong giang hồ ư? Nếu đã làm sát thủ lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua ám ảnh đoàn? A Cửu có chút nghi ngờ hỏi lại. Chẳng lẽ hắn là sát thủ mới mà ám ảnh đoàn bồi dưỡng ra?
Vẻ mặt Nam Cung Uyên hơi bất ngờ, chuyện này quá đáng sợ, không ngờ sau khi Ngải Vi Nhi và Isabella mất tích, lại có thể bồi dưỡng ra người mới khủng bố như thế, xem ra lãnh thổ của giới sát thủ phải sửa lại rồi. Hạ Thiên lắc đầu thở dài, cửu nha đầu à, ta cảm thấy não hắn thật sự có vấn đề. Chàng không phải người của ám ảnh đoàn, nhưng tất cả người ở trong đó đều là của chàng. A cửu cũng cảm thấy tên sát thủ này có chút ngu ngơ, chắc tầm 12 năm rồi chàng không ra tay, bây giờ sát thủ mới không biết tiếng tăm của chàng cũng là bình thường. Chờ đã! Nam Cung Uyên nghe vậy lập tức sững sờ, tiếp đó nhớ đến cái tên nổi như cồn vào 20 năm trước ở giới sát thủ, sắc mặt lập tức xám xịt, ngươi là sát thủ chi thần 12 năm trước. Chương 2375, Bức Cung. Hạ Thiên chính là đồ đệ của ám hoàng sát thần. 12 năm trước được Ngải Vi Nhi và Isabella thuận tiện giúp ám ảnh đoàn lên ngôi đệ nhất tổ chức sát thủ toàn thế giới, trở thành nhân vật truyền thuyết trong giới sát thủ, cũng chính là sát thủ chi thần. Chỉ là về sau cùng một đám bà vợ ẩn cư ở đảo Thần Tiên, hơn nữa cấp bậc của Hạ Thiên quá cao, trừ vợ của hắn thì không ai có thể mời được hắn, thời gian trôi qua đám sát thủ mới cũng không ai biết được tiếng tăm của hắn. Nam Cung Uyên rõ ràng cũng không ngờ thần của giới sát thủ lại trẻ như vậy. Nhìn có vẻ tầm hơn 20 tuổi mà thôi. Ta nhận thua, người bình thường làm sao có thể chống lại thần. Nam Cung Uyên ném dao găm trong tay xuống đất, hoàn toàn từ bỏ, muốn chém muốn giết đều nghe ngài, ta sẽ không oán giận gì. Hạ Thiên lập tức mất hết hứng thú, trận chiến này đánh còn chưa đánh mà người này đã trực tiếp quỳ xuống, đúng là không có ai có thể làm hắn cảm thấy hứng thú. Đúng lúc ta cũng có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. A cửu ngược lại cảm thấy thế này cũng tốt, loại chuyện chém giết nhau nàng vốn không thích cho lắm, có thể không đánh mà thắng vậy thì quá tốt. Trong lòng Nam Cung Uyên nảy sinh một tia hy vọng, nếu như ta thẳng thắn trả lời, có thể tha ta một mạng không? Xem biểu hiện của ngươi ra sao? A cửu cũng không hứa trước cái gì, người trước mắt này rốt cuộc có nội tình gì nàng cũng không rõ lắm, đương nhiên sẽ không phán đoán vớ vẩn. Được, ngươi hỏi đi. A cửu chỉ vào bị tráng hán mắt chột đang đỡ Cao Chân Chân, hỏi, trước đó ngươi nói phải dùng nàng để câu một con cá lớn, là có ý gì? Nữ nhân này mặt ngoài là hướng dẫn du lịch, thật ra là nội ứng để điều tra một tổ chức, nàng ta đã đụng đến lợi ích của một vài đại lão. Nam Cung Uyên thật sự không e dè, nói thẳng ra, ta nhận tiền của những đại lão kia, thì phải diệt trừ tận gốc tổ chức đằng sau nàng. Tổ chức gì? Nam Cung Uyên lộ vẻ chần chờ. Rõ ràng nội tâm đang đấu tranh, nếu như hắn nói ra, coi như Hạ Thiên và A Cửu tha cho hắn một mạng, thì những đại lão kia đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thằng đần ngươi còn nghĩ cái gì hả, cửu nha đầu hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó. Hạ Thiên hơi không kiên nhẫn, đừng nghĩ dở trò, ngươi nói lung tung ta đều biết hết. Nam Cung Uyên giật mình tỉnh giấc, hiện tại tính mạng của hắn nằm trong tay đối phương, nếu như bây giờ không làm cho Hạ Thiên hài lòng, vậy thì sẽ chết ngay tức khắc. Không còn cái gì sau đó nữa. Bây giờ ngươi còn lựa chọn khác sao? A cửu cũng hợp thời nhắc nhở. Không đợi Nam Cung Uyên mở miệng, Cao Chân Chân ở bên cạnh cuối cùng cũng tỉnh lại, mặc dù thân thể nàng vì mất máu mà choáng váng, nhưng vẫn nghe thấy lời Nam Cung Uyên nói, không khỏi hô lên, câm miệng. Đừng nói, ngươi tuyệt đối không được nói. Hạ Thiên liếc mắt cảnh cáo Cao Chân Chân, lời biếng nhắc nhở, ngươi vẫn nên lo cho bản thân đi, chỗ này không đến lượt ngươi nói chuyện. Mặc dù ngươi không chảy máu nữa, nhưng tính mạng vẫn gặp nguy hiểm, hay là quay về phòng nghỉ ngơi trước đi. A cửu tiện tay châm hai cái cho Cao Chân Chân, việc này ngươi đừng xen vào, không có lợi gì với ngươi cả. Không được. Trong mắt Cao Chân Chân tràn đầy sự kinh hãi, trợn mắt nói với Nam Cung Uyên, nếu như nói ra thì hậu quả không thể tưởng tượng được đâu, còn sẽ liên lụy đến nhiều người vô tội. Nam Cung Uyên nghe thấy vậy, cười khẩy nói, nếu ngươi đã biết hậu quả khó lường. Vậy thì còn đi điều tra làm gì? Ta đã hối hận. Cao Chân Chân nét mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, cho nên mới muốn chạy đến hải ngoại, tìm hòn đảo không người này sống đến cuối đời, chỉ là không ngờ tới bọn hắn vẫn không buông tha ta. Tiếp đó Cao Chân Chân lại nói với A Cửu, cửu tiểu thư, tốt nhất là cô đừng quản chuyện này, nếu không sẽ thực sự chọc vào phiền toái đấy, rồi sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không đụng phải thì bọn ta cũng không thèm quản đâu. Sau khi A Cửu đi theo Hạ Thiên, tâm tính cũng dần trở nên tĩnh lặng, không giống trước đó chủ động ôm chuyện như lúc ở cùng Y Tiểu Âm, nhưng đã đụng phải thì tất nhiên phải quản rồi.
về phần có nguy hiểm đến tính mạng hay không, cũng không phiền ngươi lo lắng thay ta. Nam Cung Uyên hừ lạnh một tiếng, có chút hít giễu cợt nói, ngươi nghĩ đơn giản quá nhỉ, đắc tội những người kia, chỉ sợ muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Bốp, đồ đần nhà ngươi làm màu cái gì, dám nói như vậy với cửu nha đầu hả? Hạ Thiên tiện tay bốp cho Nam Cung Uyên một cái, có tin bây giờ ta cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong hay không? Bị tát cho một phát Nam Cung Uyên cũng ngoan ngoãn lại, được, vậy thì ta sẽ nói hết cho các ngươi, cuối cùng nếu như các ngươi mời đến tai họa thì cũng đừng trách lên đầu ta. Còn có, các ngươi đã nói sẽ tha cho ta một mạng, không thể nuốt lời. Đương nhiên sẽ không, A Cửu hờ hững nói, chỉ cần ngươi khai báo rõ ràng thì chúng ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Được, ta nói, Nam Cung Uyên gật đầu, cắn răng nói. Cao Chân Chân tựa hồ còn muốn ngăn cản, Hạ Thiên tiện tay cho nàng một châm, trực tiếp biến nàng thành pho tượng câm điếc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 125.